Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tạ, sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 201: Lo lắng. Phụ thân nói đi, lão thái thái muốn giữ nha đầu tam hợp lại trong phủ. Không phải đã giữ lại. Tạ Nhi lập biến sắc. Ý của lão thái thái là cưới vào cửa. Ai cưới? Tạ Đạo Chi gật đầu. Lão nhị, Thần sắc tạ nhi lập tức nặng nề, hồi lâu mới nói. Không nói gì khác, chỉ sợ nhị đệ sẽ thấy tủi thân. Thì ta cũng nghĩ như vậy, nhưng hôm qua nha đầu kia nói với mẫu thân người hai câu kia, khiến cho ta thay đổi chủ ý. Tạ đạo chi. Học vấn của yến tổ phụ ngươi, không ai hiểu rõ hơn ta, nha đầu kia được hắn đích thân truyền dạy, mực nước trong bụng không đơn giản. Tạ nhi lập thờ dài. Mực nước hay không không phải là thứ yếu, mấu chốt là nha đầu này tính tình tuy rằng lạnh lùng nhưng hiểu lý lẽ người như vậy gả cho lão nhị cũng không biết liễu di nương có coi trọng nàng hay không tạ nhi lập thử hỏi tạ đạo chi không nói tiếp chậm rãi nhắm mắt lại không vội việc này để ta suy nghĩ lại tạ nhi lập nhìn phụ thân trước mắt khẽ nhíu mày để lão nhị cưới nha đầu kia quả thật là một biện pháp vẹn cả đôi bên nhưng không biết vì sao trong lòng của hắn mơ hồ có sự lo lắng khác. Yến Tâm Hợp không biết chữ. Được, kia của mình, khiến trong lòng mấy người Tạ phủ trăm truyền ngàn mối như thế nào. Càng không biết hôn nhân của mình đã có người quan tâm giúp. Nàng và Lý Bất Ngôn đúng hẹn đi tới cửa góc. Tạ Bất hoặc dương mắt sừng sốt. Chủ tớ hai người đều mặc thân nam trang, cực kỳ anh khí. Yến tam Hợp cũng sừng sốt tạ nhị ra trước mắt mặc một bộ trường sam không cũ không mới bên người chẳng mang mọc bội dáng vẻ như người đọc sách thanh nhã khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui tạ bất hoặc rất nhanh đã đè nén biểu cảm lại ngựa khí thoải mái nói yến luôn nương lên xe đi yến tam hợp không cần đi quá xa đi gần gần là được rồi tạ bất hoặc vậy ta dẫn cô nương đến mấy cửa hàng tạ phủ gần đó xem thử xe ngựa chậm rãi di chuyển nửa canh giờ sau thì dừng lại ở một cửa hàng yến tam hợp đi vào trong xem là bán văn phòng tứ bảo tạ bất hoặc cười nói cửa hàng bán văn phòng tứ bảo trong kinh thành đại đa số là của tạ gia cô nương cứ xem thoải mái thích gì thì mở miệng nói với ta yến tam hợp không nói gì lý bất môn phía sau nàng lại mở miệng nói nhị ra ta có thể hỏi vài vấn đề không Lúc tạ bất hoặc phát hiện Lý Bất Ngôn nói chuyện, thì Yến tâm Hợp đã dịch sang bên cạnh một bước, nhường vị trí mặt đối mặt với hắn cho Lý Bất Ngôn. Hắn thản nhiên nói. Cô nương xin cứ hỏi. Lý Bất Ngôn. Quý phủ tổng cộng có bao nhiêu cửa hàng bán văn phòng tứ bảo? Tạ bất hoặc tính toán. 58. Lý Bất Ngôn. Nhà này là thuê hay đều là sản nghiệp của tạ gia? Tạ bất hoặc. Hơn phân nửa là thuê, hơn phân nửa là của nhà ta món tay lý bất ngôn đặt sau lưng bấm món vải cái vươn ra một món trỏ với yến tam hợp yến tam hợp gật gật đầu các nàng đang đánh đố cái gì thế thân phận bối cảnh của tạ bất hoặc đi ra ngoài dù cho trong lòng có nhiều nghi hoặc thì cũng sẽ không hỏi nhiều một câu mà lý bất ngôn hỏi xong lại lui về phía sau yến tam hợp không nói gì nữa tạ bất hoặc chỉ vào bát bảo các nghiên mực đoan nghiễn này rất tốt, không biết có duyên với cô nương hay không. Yến Tam Hợp cầm trên tay nhìn vài lần. Quả thật không tệ, bất ngôn. Lý bất ngôn móc bạc ra. Tạ bất hoặc vội cười nói. Ta tặng cô nương. Yến Tam Hợp khẽ nhíu mày. Cô nương đừng vội nhíu mày. Tạ bất hoặc cười yếu ớt nói. Ta từng tặng đại tỷ và tiểu muội rồi. Ý ở ngoài lời, ta coi ngươi là người thân. Yến Tam Hợp nghĩ đến bát mì sáng nay. Ngươi tặng ta đoan nghiễn, ta mời ngươi ăn cơm, như thế có được không? Tạ Bất hoặc cười không mặn không nhạt. Rất được. Xem xong mấy cửa hàng thì đã đến giờ cơm. Chủ tớ Yến Tam hợp không quen thuộc với kinh thành, chỉ đành nhờ Tạ Bất hoặc dẫn vào một gian tửu lâu. Phòng ở lầu 2, bố trí cực kỳ lịch sự tao nhã. Nơi này không có người ngoài, mới lý cô nương ngồi xuống, ô hành ngươi cũng ngồi đi tạ bất hoặc nhìn tiểu nhị đang rót trà. Như cũ. Tiểu nhị vội nói: "Vâng, nhị gia." Lý Bất Ngôn hào phóng ngồi xuống, ô hành chỉ dám ngồi nửa người, dáng vẻ rất câu nệ. Yến Tam Hợp nhìn thấy, không khỏi sâu xa liếc mắt nhìn tạ tứ thập. Thức ăn mang lên đầy đủ, cô cầm đũa lên, "Nhị gia, mời, yến nô nương đừng khách khí." Một bữa cơm, ăn không chút tiếng động ngoại trừ ô hành nhất cử nhất động đều cực kỳ không được tự nhiên thì ba người còn lại đều ăn rất thoải mái dùng xong lý bất ngôn móc bạc trả tiền tạ bất hoặc thì sách ấm trả lên cho yến tam hợp xúc miệng uống xong một chung trà yến tam hợp nói nhị ra buổi chiều ta còn có việc bận chúng ta tạm biệt ở đây tạ bất hoặc ta bảo ô hành đưa cô nương hồi phủ yến tam hợp thời tiết đẹp ta và bất ngôn đi bộ về thuận tiện tiêu hóa. Tạ bất hoặc dựa lưng vào ghế. Nghe hạ nhân nói Lý cô nương mỗi sáng thức dậy đều luyện công phu, hẳn là có thể bảo vệ ngươi. Vâng, cho nên không cần lo lắng. Vậy ta tiễn cô nương ra cửa. Tạ bất hoặc cười yếu ớt đứng lên. Bốn người từ biệt ở cửa tửu lâu. Lý bất ngôn quay đầu nhìn về phía sau. Tam hợp, ngươi có cảm thấy tạ tứ thập rất thú vị không? Yến tam hợp. Nói nghe xem vì sao ngươi nghĩ như vậy không nịnh bợ không lấy lòng không lạnh nhạt không chậm trễ đúng mực khéo léo khiến người ta có cảm giác rất thoải mái lý bất ngôn nhịn xuống xúc động quay đầu lại có thể làm đến mức này thì thật không dễ dàng lúc nào cũng phải phỏng đoán lòng người ta tự dưng cảm thấy chua sót rúm hắn đừng vội kết luận yến tam hợp cụp mắt đại phòng và nhị phòng nước rất sâu ngoại trừ ngô thị và tạ uyển xu ta thấy khắp tạ phủ không có ai là không thông minh cả Lý Bất Ngôn suy nghĩ một chút, lại nói. 58 cửa hàng, một năm thu vào trên dưới một vạn lượng, nhưng tả ra ăn, mặc, ở, đi lại không chỉ có chừng đó bạc, chớ có thêm một quý phủ nữa đó nhé. Có lẽ tà phủ còn có nghề nghiệp khác. Yến Tam Hợp chỉ vào con hẻm phía trước. Đến bốn con hẻm rồi, ngươi cẩn thận một chút, yên tâm, ta vừa nói chuyện, vừa dựng thẳng lỗ tay đây. Cửa ở góc tây bắc, bốn con hẻm lại ở phía đông, yến tam hợp vì tránh tai mắt người khác cố ý đi một vòng lớn từ phía đông nam mới thấy được một dàn tường vi xanh um tươi tốt nhìn kìa lý bất ngôn tinh mắt thoáng cai đã thấy được một cánh cửa nhỏ màu xám cho ẩn trong tán lá xanh cửa không cao phải khom lưng mới có thể đi vào lý bất ngôn cảnh giác nhìn trước nhìn sau khí vận đan điền nhảy lên đầu tường từ trên cao nhìn xuống động tĩnh bốn phương tám hướng có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Nàng khoa tay múa chân với Yến Tam Hợp, Yến Tam Hợp khom ngươi chui vào trong dàn tường vi, tay nhanh chóng đẩy cửa. Còn chưa với tới mép cửa, thì cửa đã mở ra từ bên trong, một bàn tay to vươn ra, nhẹ nhàng kéo Yến Tam Hợp vào bên trong. Lý bất ngôn vẫn không nhúc nhích. Nàng ngồi xổm ở đầu tường, lặng lặng canh giữ một hồi lâu, sau khi xác định hết thầy an toàn, mới nhẹ nhàng nhảy vào trong tường. Ba Chương 202 Quỷ đoàn mệnh nhà họ tạ sống lâu trăm tuổi rồi. Chương 202 Trịnh ra một Cách một bức tường, tách ra hai vùng trời đất khác biệt. Bên ngoài tường là nhân gian, là tháng năm xanh um tươi tốt. Bên trong tường là những bức tường đổ nát cháy đen như mực. Mặc dù là buổi trưa, lúc dương khí thịnh nhất, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy âm khí lạnh lẽo bốc lên từ lòng bàn chân. Bùi Minh Đình lặng lẽ di chuyển về phía Yến Tam Hợp. Tạ Chi Phi vô tình hữu ý liếc hắn một cái, thầm nghĩ, trước kia tiểu tử này chỉ biết dựa vào mình, bây giờ có Yến Tam Hợp. Đồ cặn bã, ảnh nói cha nam ấy à, há há, bảo sao em hong ship cho được. Tạ Chi Phi, Chu Thanh, Hoàng Kỳ, Lý Bất Ngôn ba người được điểm danh đều không cần tam gia dặn dò, sau khi tản ra đều tự nhảy lên một mặt tường, quan sát động tĩnh bên ngoài. Yến Tam Hợp nhìn chung quanh một vòng. Tạ Chi Phi, người có quen địa hình trịnh gia không? Biết một chút. Tạ Chi Phi chỉ tay. Nhà lớn năm vào năm ra, chia làm ba đường, đông lộ, trung lộ, tây lộ. Yến Tam Hợp. Tổng cộng có mấy cửa? Tạ Chi Phi. Cửa chính, cửa sau, bên cạnh cửa chính có hai cửa góc, bên cạnh cửa sau có hai cửa tiện tổng cộng có sáu cửa bùi tiếu chen vào không phải còn có cái cửa nhỏ chúng ta vừa mới chui vào sao tạ chi phi đó là hang chó bùi tiếu tạ chi phi yến tam hợp chúng ta nhìn từ cửa chính đông lộ tây lộ đều phải đi một vòng bùi tiếu nhíu mày nhà lớn như vậy muốn đi hết hẳn phải hơn một canh giờ nhỉ yến tam hợp bùi đại nhân mắc tiểu sao Bùi đại nhân một đêm không ngủ, lúc này rất buồn ngủ, đến hai mắt không mở ra được. Nếu không vì muốn thân thiết với ngươi, để ngươi phát hiện ra những ưu điểm trên người thì bùi đại nhân sẽ còn lâu mới tí ta tí tưởng chạy qua đây. Còn có, nhà đầu ngươi vì sao lúc tra án thì lục thân không nhận, không thể để lại chút thể diện cho phu quân tương lai thế hà. Hắn tối hôm qua ngủ không ngon, phòng trừng sẽ mệt dã rời. Tạ Đại Nhân cười híp mắt giải vây cho Bùi Đại Nhân. Minh Đình, ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, ta cùng Yến Tam Hợp đi một vòng. Vậy sao được? Bùi Minh Đình mang theo hai vành mắt đen nhánh. Không sao, ta còn chịu được. Tạ Chi Phi vỗ vỗ vai hắn, nói. Vậy thì vừa đi, ta vừa kể tình hình trịnh ra cho các ngươi. Không cần, ta hỏi, ngươi nói. Ngữ khi nói chuyện này, tạ ta Tam gia hoài niệm ghê gia chủ trịnh gia là trịnh ngọc lão tướng quân đúng không đúng vậy trịnh ngọc có mấy huynh đệ tỉ muội trịnh ngọc có bốn huynh đệ đều là con trai hắn đứng hàng thứ ba yến tam hợp nhướng mày đứng hàng thứ ba lại làm gia chủ điều này không hợp lý thật nhạy bén tả chi phi trịnh gia không phải là thế gia võ tướng tiếng tam lừng lẫy lúc trịnh ngọc còn trẻ chỉ là một tướng lĩnh thần cơ doanh nho nhỏ yến tam hợp thần cơ doanh là làm gì? Thần cơ doanh làm cái gì? Phải nói từ toàn bộ triều đình Hoa Quốc. Hoàng đế là thiên tử, thiên tử quản một đám văn thần võ tướng, phụ tá hắn thống trị toàn bộ Hoa Quốc. Văn tử gián, võ tử chiến. Võ, nghĩa là bảo vệ quốc gia. Võ của Hoa Quốc, do phủ ngũ quân đô đốc, binh bộ, kinh vệ, kinh doanh và thái phó tự tạo thành. Phủ ngũ quân đô đốc nhàn rỗi luyện binh, thời chiến sẽ bảo vệ quốc gia binh bộ phụ trách điều binh khiển tướng hạ phù điều động và vận chuyển lương thảo kinh vệ che chờ bên trong hoàng thành kinh doanh bảo vệ bên ngoài hoàng thành duy trì trật tự trong ngoài thái phó tự đơn giản hơn là nơi chuyên nuôi ngựa kinh doanh giữ bên ngoài hoàng thành lại chia làm ba đại doanh năm quân doanh ba ngàn doanh và thần cơ doanh mà dưới thần cơ doanh phân ra trung quân tả dịch hữu dịch tả tiêu hữu tiêu trong đó chỉ riêng một trung quân đã có tư ti. Nói tóm lại là lúc Trịnh Ngọc còn trẻ, là một thủ lĩnh của thần cơ doanh, dưới tay quản lý chừng mấy trăm tiểu binh, không phải danh môn vọng tộc gì, lại càng không phải truyền thừa thế gia gì cả. Nói như vậy, Trịnh Ngọc là dựa vào bản lĩnh và chiến công của mình, từng bước đạt được địa vị danh vọng về sau, sau đó mới có chuyện Trịnh gia quật khởi tại kinh thành. Tả Chi Phi gật đầu, tỏ vẻ cô nói rất đúng. Cho nên, mặc dù hắn đứng hàng thứ ba, nhưng từ trên xuống dưới trịnh gia không ai không phục. Yến Tam Hợp suy nghĩ nói. Như vậy bốn nhà huynh đệ trịnh gia là ở riêng hay là đều ở trong phủ này? Tả Chi Phi. Không ở riêng, đều ở chung một phủ. Trịnh Lão Tướng Quân ở phía Đông và Trung Lộ, Lão Nhị, Lão Tứ ở phía Tây. Yến Tam Hợp. Lão Đại thì sao? Tả Chi Phi. Lúc Trịnh Lão Đại 14 tuổi bị bệnh kiết lỵ chưa kịp chữa đã đi rồi. Bùi Tiếu mang đôi mắt sung huyết, sâu kín nhìn về phía Tạ Chi Phi. Tiểu tử này sao lại biết rõ ràng chuyện của Trịnh Gia như vậy nhỉ? Yến Tam hợp, Tạ Chi Phi, ngươi có hiểu rõ ba huynh đệ của Trịnh Gia không? Hiểu đến mức không thể hiểu hơn. Ta làm việc ở Bắc Thành binh mã ti mấy năm nay, từng nghe người khác tán gẫu qua, trên hồ sơ vụ án cũng đều ghi chép, cho nên cũng biết sơ. Ngươi nói cho ta nghe, khi thảm án xảy ra phu thê nhị gia đều đã qua đời, để lại hai đứa con trai. Hai đứa con gái một đứa gà đến Kim Lăng Phủ, một đứa gà đến Thái Nguyên Phủ, đều không ở Kinh Thành. Tả Chi Phi Nhị lão gia trịnh phủ cả đời chưa từng làm đại sự gì, hai đứa con trai một người giúp trịnh gia xử lý điền sản, một người giúp trịnh gia xử lý cửa hàng, chuyện cũng nghe theo tam gia trịnh lão tướng quân. Yến Tam Hợp Tứ gia thì sao? Tả Chi Phi Đích thê của trịnh lão tứ chết sớm, sau khi tái hôn thì sinh hạ một cô nương, lúc xảy ra vụ án thì đã sớm gả cho người khác rồi. Yến Tam Hợp Trịnh Lão Tứ thường hay làm gì? Tả Chi Phi Nghe nói là ở nhà chăm hoa, dắt chim đi dạo. Yến Tam Hợp Vậy chỉ còn lại Trịnh Ngọc, nhánh này cũng là nhánh cường thịnh nhất Trịnh Phủ. Tả Chi Phi Lão tướng quân cưới thê tử Lưu Thị, Lưu Thị tổng cộng sinh năm đứa con trai. Yến Tam Hợp hít sâu một hơi. Năm đứa con trai bùi tiếu cảm thán sinh giỏi ghê tả chi phi nhìn bùi tiếu cặp đầu là song sinh sau đó lại sinh thêm ba đứa nữa yến tam hợp năm đứa con trai này lần lượt làm gì tả chi phi bốn người đầu đều lĩnh bồng lộc triều đình người thứ năm không được sủng ái ở nhà nhàn rỗi yến tam hợp như vậy nói cách khác toàn bộ tộc trịnh gia chỉ có bốn đứa con trai của trịnh lão tướng quân là có công việc chính thức tả chi phi Đúng. Yến Tam hợp, cháu trai lớn nhất của Trịnh gia bao nhiêu tuổi? Tả Chi Phi, chắc là 17, 18 rồi. Được, Yến Tam hợp, tiếp theo ta muốn biết trọng điểm là Trịnh lão tướng quân và bốn đứa con trai làm quan. Bùi Tiếu khó hiểu hỏi, Yến Tam hợp, vì sao chỉ hỏi bọn họ? Yến Tam hợp, thế hệ này Trịnh lão tướng quân chỉ có lão tướng quân là có tiền đồ nhất. Lão nhị, lão tứ đều là phú quý nhàn hạ không có khả năng gặp phải phiền toái diệt tộc. Đời sau tổng cộng có 7 nam tử, 4 người ở bên ngoài dốc sức làm việc, hai người giúp trong nhà làm việc, một người nhàn rỗi. Ba người phía sau cũng không có khả năng. Cháu trai còn đang đọc sách biết chữ, lớn nhất chưa tới 20, có thể thấy nhận thức đều có hạn. Bùi tiếu vỗ tay một cái. Ta hiểu, người đang bài trừ những thứ không có khả năng trước, sau đó tập trung điều tra những cái khác. Yến Tam Hợp nhìn hắn, Bùi Đại Nhân Thông Minh. Chương 202, Trịnh gia một Cách một bức tường, tách ra hai vùng trời đất khác biệt. Bên ngoài tường là nhân gian, là tháng năm xanh um tươi tốt. Bên trong tường là những bức tường đổ nát cháy đen như mực. Mặc dù là buổi trưa, lúc dương khí thịnh nhất, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy ấm khí lạnh lẽo bốc lên từ lòng bàn chân. Bùi Minh đình lặng lẽ di chuyển về phía Yến Tam hợp. Tả Chi Phi vô tình hữu ý liếc hắn một cái thầm nghĩ, trước kia tiểu tử này chỉ biết dựa vào mình, bây giờ có yến tam hợp. Đồ cặn bã, ảnh nói cha nam ấy ạ, à, há há, bảo sao em hong ship cho được. Tả chi phi, chu thanh, hoàng kỳ, lý bất ngôn. Ba người được điểm danh đều không cần tam gia dặn dò, sau khi tản ra đều tự nhảy lên một mặt tường, quan sát động tĩnh bên ngoài. Yến tam hợp nhìn chung quanh một vòng. Tả Chi Phi, ngươi có quen địa hình trịnh ra không? Biết một chút tả chi phi chỉ tay nhà lớn năm vào năm ra chia làm ba đường đông lộ trung lộ tây lộ yến tam hợp tổng cộng có mấy cửa tả chi phi cửa chính cửa sau bên cạnh cửa chính có hai cửa góc bên cạnh cửa sau có hai cửa tiện tổng cộng có sáu cửa bùi tiếu chen vào không phải còn có cái cửa nhỏ chúng ta vừa mới chui vào sao tả chi phi đó là hang chó bùi tiếu tả chi phi yến tam hợp chúng ta nhìn từ cửa chính đông lộ tây lộ đều phải đi một vòng bùi tiếu nhíu mày nhà lớn như vậy muốn đi hết hẳn phải hơn một canh giờ nhỉ yến tam hợp bùi đại nhân mắc tiểu sao bùi đại nhân một đêm không ngủ lúc này rất buồn ngủ đến hai mắt không mở ra được nếu không vì muốn thân thiết với ngươi để ngươi phát hiện ra những ưu điểm trên người thì bùi đại nhân sẽ còn lâu mới tí ta tí từng chạy qua đây còn có nhà đầu ngươi vì sao lúc tra án thì lục thân không nhận không thể để lại chút thể diện cho phu quân tương lai thế hả hắn tối hôm qua ngủ không ngon phòng trừng sẽ mệt giã rời tạ đại nhân cười híp mắt dài vây cho bùi đại nhân minh đình ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi ta cùng yến tam hợp đi một vòng vậy sao được bùi minh đình mang theo hai vành mắt đen nhánh không sao ta còn chịu được tạ chi phi vỗ vỗ vai hắn nói vậy thì vừa đi ta vừa kể tình hình trịnh gia cho các ngươi. Không cần, ta hỏi, ngươi nói. Ngữ khi nói chuyện này, tả tam gia hoài niệm ghê. Gia chủ trịnh gia là trịnh Ngọc Lão Tướng Quân, đúng không? Đúng vậy, trịnh Ngọc có mấy huynh đệ tỉ muội Trịnh Ngọc có bốn huynh đệ, đều là con trai, hắn đứng hàng thứ ba. Yến Tam hợp nhướng mày. Đứng hàng thứ ba lại làm gia chủ, điều này không hợp lý. Thật nhạy bén, tả chi phi. Trịnh gia không phải là thế gia võ tướng tiếng Tam lừng lẫy, lúc Trịnh Ngọc còn trẻ, chỉ là một tướng lĩnh thần cơ doanh nho nhỏ. Yến Tam Hợp Thần cơ doanh là làm gì? Thần cơ doanh làm cái gì, phải nói từ toàn bộ triều đình Hoa Quốc. Hoàng đế là thiên tử, thiên tử quản một đám văn thần võ tướng, phủ tá hắn thống trị toàn bộ Hoa Quốc. Văn tử gián, võ tử chiến. Võ, nghĩa là bảo vệ quốc gia. Võ của Hoa Quốc, do phủ ngũ quân đô đốc binh bộ, kinh vệ, kinh doanh và thái phó tự tạo thành. Phủ ngũ quân đô đốc nhàn rỗi luyện binh, thời chiến sẽ bảo vệ quốc gia. Binh bộ phụ trách điều binh khiển tướng, hạ phu điều động và vận chuyển lương thảo. Kinh vệ che chở bên trong hoàng thành, kinh doanh bảo vệ bên ngoài hoàng thành, duy trì trật tự trong ngoài. Thái phó tự đơn giản hơn là nơi chuyên nuôi ngựa. Kinh doanh giữ bên ngoài hoàng thành lại chia làm ba đại doanh, năm quân doanh, ba ngàn doanh và thần cơ doanh. Mà dưới thần cơ doanh, phân ra trung quân, tả dịch, hữu dịch, tả tiêu, hữu tiêu. Trong đó chỉ riêng một trung quân đã có tư ti. Nói tóm lại là lúc Trịnh Ngọc còn trẻ, là một thủ lĩnh của thần cơ doanh, dưới tay quản lý chừng mấy trăm tiểu binh, không phải danh môn vọng tộc gì, lại càng không phải truyền thừa thế ra gì cả. Nói như vậy, Trịnh Ngọc là dựa vào bản lĩnh và chiến công của mình, từng bước đạt được địa vị danh vọng về sau, sau đó mới có chuyện trịnh gia quật khởi tại kinh thành tạ chi phi gật đầu tỏ vẻ cô nói rất đúng cho nên mặc dù hắn đứng hàng thứ ba nhưng từ trên xuống dưới trịnh gia không ai không phục yến tam hợp suy nghĩ nói như vậy bốn nhà huynh đệ trịnh gia là ở riêng hay là đều ở trong phủ này tạ chi phi không ở riêng đều ở chung một phủ trịnh lão tướng quân ở phía đông và trung lộ lão nhị lão tứ ở phía tây Yến Tam Hợp. Lão đại thì sao? Tạ Chi Phi. Lúc trịnh lão đại 14 tuổi bị bệnh kiết lỵ, chưa kịp chữa đã đi rồi. Bùi tiếu mang đôi mắt sung huyết, sâu kín nhìn về phía tạ Chi Phi. Tiểu tử này sao lại biết rõ ràng chuyện của trịnh gia như vậy nhỉ? Yến Tam Hợp. Tạ Chi Phi, ngươi có hiểu rõ ba huynh đệ của trịnh gia không? Hiểu đến mức không thể hiểu hơn. Ta làm việc ở Bắc Thành Binh Mã Ti mấy năm nay, từng nghe người khác tán gẫu qua, trên hồ sơ vụ án cũng đều ghi chép, cho nên cũng biết sơ. Ngươi nói cho ta nghe, khi thảm án xảy ra, phu thê nhị gia đều đã qua đời, để lại hai đứa con trai. Hai đứa con gái một đứa gà đến Kim Lăng Phủ, một đứa gà đến Thái Nguyên Phủ, đều không ở Kinh Thành. Tả Chi Phi Nhị lão gia trịnh phủ cả đời chưa từng làm đại sự gì, hai đứa con trai một người giúp trịnh gia xử lý điện sản, một người giúp trịnh gia xử lý cửa hàng, chuyện cũng nghe theo tam gia trịnh lão tướng quân yến tam hợp tứ gia thì sao tả chi phi đích thê của trịnh lão tứ chết sớm sau khi tái hôn thì sinh hạ một cô nương lúc xảy ra vụ án thì đã sớm gả cho người khác rồi yến tam hợp trịnh lão tứ thường hay làm gì tả chi phi nghe nói là ở nhà chăm hoa dắt chim đi dạo yến tam hợp vậy chỉ còn lại trịnh ngọc nhánh này cũng là nhánh cường thịnh nhất trịnh phủ tả chi phi lão tướng quân cưới thê tử lưu thị lưu thị tổng cộng sinh năm đứa con trai yến tam hợp hít sâu một hơi năm đứa con trai bùi tiếu cảm thán sinh giỏi ghê tạ chi phi nhìn bùi tiếu cặp đầu là song sinh sau đó lại sinh thêm ba đứa nữa yến tam hợp năm đứa con trai này lần lượt làm gì tạ chi phi bốn người đầu đều lĩnh bổng lộc triều đình người thứ năm không được sủng ái ở nhà nhàn rỗi yến tam hợp như vậy nói cách khác toàn bộ tộc trịnh gia chỉ có bốn đứa con trai của trịnh lão tướng quân là có công việc chính thức. Tả chi phi. Đúng. Yến Tam Hợp, cháu trai lớn nhất của trịnh ra bao nhiêu tuổi? Tả chi phi. Chắc là 17-18 rồi. Được. Yến Tam Hợp. Tiếp theo ta muốn biết trọng điểm là trịnh lão tướng quân và bốn đứa con trai làm quan. Bùi tiếu khó hiểu hỏi. Yến Tam Hợp, vì sao chỉ hỏi bọn họ? Yến Tam Hợp. Thế hệ này trịnh lão tướng quân chỉ có lão tướng quân là có tiền đồ nhất. Lão nhị, lão tứ đều là phú quý nhàn hạ, không có khả năng gặp phải phiền toái diệt tộc. Đời sau tổng cộng có 7 nam tử, bốn người ở bên ngoài dốc sức làm việc, hai người giúp trong nhà làm việc, một người nhàn rỗi. Ba người phía sau cũng không có khả năng, cháu trai còn đang đọc sách biết chữ, lớn nhất chưa tới 20, có thể thấy nhận thức đều có hạn. Bùi tiếu vỗ tay một cái. Ta hiểu, người đang bài trừ những thứ không có khả năng trước, sau đó tập trung điều tra những cái khác. Yến Tam Hợp nhìn hắn. Bùi đại nhân thông minh. chương 203, trịnh gia 2. Trịnh gia nhiều người như vậy, nếu điều tra từng người thì phải đến ngày tháng năm nào. Án diệt môn không phải là vụ án giết người bình thường, không thể nào do mấy tên trộm có thể làm được, nàng chỉ có thể bắt lớn thả nhỏ trước. Bùi tiếu đắc y nháy mắt với tả chi phi, mau nghe đi, bà đồng khen ta kìa. Đáng tiếc, ánh mắt tạ đại nhân không liếc hắn, mà yên lặng rơi vào người Yến Tam hợp. Quý gia như thế, Trịnh gia cũng như thế. Cô luôn có thể dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra mấy sợi quan trọng nhất trong mớ dây rối loạn, sau đó sắp xếp những sợi đó lại. Tướng quân Trịnh Ngọc và bốn đứa con trai, Yến Tam hợp ngươi muốn nghe người nào trước? Nghe từ bốn đứa con trai trước, con cả Trịnh Hoán An, nhị nhi Trịnh Hoán Khang, ngũ Ý An Khang, tam nhi Trịnh Hoán Thành, tứ nhi Trịnh Hoán Tín. Ngũ ý thành tín. Yến Tam Hợp. Cái tên này thú vị đấy. Tả chi phi bổ sung một câu. Thực ra cũng là lười đặt thôi. Yến Tam Hợp liếc hắn một cái. Luận vụ lười đặt. Có người hơn cha tả đạo chi của ngươi sao. Tả tam thập. Tả tứ thập. Tả ngũ thập. Như thế còn không lười hà. Tả chi phi hiểu ý của ánh mắt đó. Cười cười. Nhưng không nói gì. Lão đại trịnh hoán an huấn luyện võ học kinh vệ. Dạy sĩ binh tập võ. Ừ. Tạ Chi Phi. Đao pháp của Trịnh Gia nghe nói rất giỏi, nếu không thì Trịnh Ngọc cũng không có thể nào từ một vị tướng nho nhỏ, cuối cùng làm quan tới trước tướng quân được. Trịnh Hoán An lại là con cả của Trịnh Ngọc, hẳn là đích truyền từ Trịnh Ngọc. Đây là công việc nhàn rỗi sao, cũng tính là thế, có giàu không? Sao giàu ở đây có lẽ chỉ tham ô á, chị Baidu nói là nhận những điều tốt hoặc vật chất không chính đáng. Dạy sĩ binh tập võ thì có thể có bao nhiêu dầu mỡ, Nam Nhi tổng quân của Hoa Quốc chúng ta hơn phân nửa là xuất thân từ gia đình nghèo khổ, vì muốn kiếm tiền đồ tốt nên mới sách đầu vào quân đội. Công việc này có đắc tội với người khác không? Việc này tuy không có giàu, nhưng cũng không đến mức đắc tội với người khác. Tại sao lại nói như vậy? Những binh sĩ này tương lai sẽ ra chiến trường, luyện tốt công phu, thì không chỉ có thể giết địch, vào thời điểm mấu chốt cũng có thể bảo vệ tính mạng. Không ai dám lấy mạng nhỏ của mình ra đùa dẫn cả. Hôn phối của hắn là ai? trịnh hoán an cưới thê tử tiếu thị dưới gối hai trai một gái có thiếp thì không người trịnh gia chưa từng nạp thiếp là gia quy sao nghe nói là vậy nam tử trịnh gia bốn mươi không con mới có thể nạp thiếp ừ gia phong rất tốt yến tam hợp bỗng nhiên bình luận một câu lúc nàng bình luận còn sâu sắc quét mắt nhìn tạ đại nhân một cái tạ đại nhân ngẩng đầu nhìn trời ừm trời rất xanh mây rất nhạt cái nhìn này của Yến Tam hợp quả thực có nghĩ tới tranh chấp thế thiếp, đích thứ của tả ra, nhưng còn có một tầng hàm nghĩa sâu hơn nữa. Người có gia phong chính trực, đương ra hắn là làm việc chu chính, có phương pháp dạy con đàng hoàng. Người như vậy, làm sao có thể gặp phải thảm án? Yến Tam hợp lại hỏi. Tiếu thị xuất thân từ đâu? Tả chi phi. Con gái của đồng liêu, cũng xuất thân từ hành võ, nghe nói tiếu thị còn có thể dùng vài chiêu quyền cước. Yến Tam hợp nói về lão nhị Trịnh Hoán Khang đi. Trịnh Hoán Khang nhậm chức ở binh bộ võ Khố Ti phụ trách câu quân. Tạ Chi Phi biết Yến Tam hợp nghe không hiểu. Câu quân là quân đào ngũ. Đại Hoa chúng ta có rất nhiều quân đào ngũ. Giải thích thế nào đây? Tạ Chi Phi dừng một chút. Nói cách khác, Tam gia ta theo quy củ là phải phòng quân, nhưng sức khỏe ta không tốt, phụ mẫu không đồng ý, vì vậy đã tìm người thay thế. Việc này cần phải được điều tra. Nói cách khác tam gia ta đã ra chiến trường, lại bởi vì nhát gan sợ chết nên thừa dịp người khác không chú ý chạy trốn, có tìm thế nào cũng không thấy, thì võ khô ti sẽ đến nhà hắn, nhìn xem trong nhà có huynh đệ trưởng thành hay không. Nếu có, thì bắt huynh đệ hắn đi tổng quân. Vậy, nếu như không có thì sao? Thì đi Nam Nhi còn nhỏ vào sổ, chờ đứa bé trưởng thành, thì lại đến bắt. Yến Tam hợp hơi suy nghĩ. Trong này hẳn là nhiều dầu nhỉ. Binh bộ là nơi tốn tiền nhất, toàn bộ lực lượng của Hoa Quốc đều dùng để nuôi dưỡng bọn họ. Tả chi phi Giống như hôm nay khi thiên hạ Thái Bình, nhà nhà đều hận không thể nhét nhi tử vào, lính đào ngũ chỉ xuất hiện trong thời chiến, nhưng cũng là số ít. Yến Tam Hợp trong nháy mắt hiểu ra. Vậy coi như là nhàn dỗi rồi. Tả chi phi Nhàn dỗi đến không thể nhàn dỗi hơn. Yến Tam Hợp Hôn phối của hắn thế nào? Tả chi phi Cưới thê tử hứa thị, dưới gối hai nam hai nữ. Yến Tam Hợp Hứa thị xuất thân từ đâu? Tả Chi Phi Hứa thị là người Giang Nam Thái Thương, trong nhà buôn bán tơ lụa, cực kỳ giàu có. Nghe nói hứa thị là người cực kỳ mạnh mẽ hung dữ, giữ, giữ trịnh hoán khang rất chặt. Lão Tam thì sao? Trịnh hoán thành mặc dù cũng ở binh bộ, nhưng là một quan văn, nhậm chức tại chức, phụ trách dư đồ. Dư đồ là gì? Dư đồ chính là bản đồ quân sự, ba năm cần tạo mới một lần, trịnh hoán thành phụ trách thực địa thăm dò. Banh năm suốt tháng không ở trong nhà, không có giàu, là một việc khổ sai. Tả Chi Phi suy nghĩ một chút, lại nói. Không chỉ khổ, còn phải gánh trách nhiệm, lúc đánh trận lỡ như địa đồ hành quân xảy ra vấn đề, thì là tội lớn xét nhà diệt tộc. Yến Tam Hợp Lão Tam Trịnh ra từng xảy ra sự cố chưa? Tả Chi Phi lắc đầu. Trịnh Lão Tướng Quân Hành Quân đánh giặc, nếu như hắn để xảy ra sự cố, thì cha ruột hắn là người chịu, trên hồ sơ không có ghi chép yến tam hợp hôn phối của hắn thế nào tả chi phi cưới thê tử thẩm thị dưới gối có ba đứa con trai nhà ngoại thẩm thị cũng ở trong kinh là con gái út của thẩm thị lang tiền lễ bộ yến tam hợp tiền lễ bộ thẩm thị lang tả chi phi một nữ nhi ba cháu ngoại chết oan uổng thẩm thị lang sau khi biết được tin giữ thì nản lòng thoái trí từ chức quan về quê làm phú quý nhàn nhân yến tam hợp ảm đạm một lúc lâu mới nói trịnh gia lão tứ thì sao tả chi phi trịnh lão tứ nhậm chức vũ lâm tả vệ yến tam hợp đây là chức vị gì tả chi phi là thân quân vệ của hoàng đế chỉ nghe theo sai khiến của hoàng đế phụ trách an nguy của hoàng đế an nguy của hoàng thành yến tam hợp bỗng nhiên người thấy một thứ khác chức vị này rất quan trọng sao cực kỳ quan trọng người có thể vào thân quân vệ đều là người hoàng thượng tín nhiệm nhất tả chi phi hoàng thượng tín nhiệm ngươi cũng có nghĩa là tín nhiệm gia tộc ngươi, kinh thành có bao nhiêu hậu duệ thế quý thế gia muốn đi vào. Yến Tam hợp ngước mắt nhìn hắn. Trước vị này có nhiều giàu không? Giàu không nhiều lắm, bình thường nhìn khiêm tốn, nhưng... Tả chi phi cảm thán. Bất cứ ai gặp hắn, kể cả cha ta, cũng phải khách khí ba phần. Trước vị trịnh lão tứ đặc thù như thế, xem ra hôn nhân cũng không tầm thường nhỉ. Đoán đúng rồi. Tả chi phi. Hắn cưới thư nữ lâm thị của thanh viễn hầu lâm bất khí yến tam hợp nhíu mày con trai trưởng cưới thứ nữ thứ nữ này chẳng khác gì đích nữ tả chi phi thê thiếp thanh viễn hầu là một đôi tỷ muội cùng thờ một chồng lâm thị từ nhỏ đã nuôi ở bên cạnh mẫu thân dạy dỗ như đích nữ yến tam hợp có con không tả chi phi dưới gối lâm thị chỉ có một nữ yến tam hợp thanh viễn hầu phủ hiện giờ thế nào rồi tả chi phi lâm bất khí gái trai đều đủ con chó thành đàn chết một người cũng không sao nên thế nào thì hay thế đó, nhưng mẫu thân ruột của Lâm Thị sau thảm án trịnh ra ngày thứ ba, đã thắt cổ tự sát. Trái tim Yến tam hợp nhói lên, nàng chỉ có một đứa con là Lâm Thị sao? Tạ Chi Phi. Ừ. Đứa con gái duy nhất chết oan chết uổng, làm mẫu thân còn sống làm gì nữa, chết đi cũng coi như là giải thoát. Yến tam hợp thở dài. Nói về lão tướng quân Trịnh Ngọc đi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio chương 204, Trịnh Gia Ba. Nói đến tổ phụ, trong đôi mắt đen nhánh của Tả Chi Phi chợt tỏa ra ánh sáng khác, giống như một ngọn lửa nho nhỏ, chỉ cháy một cái là tắt. Cuộc đời Trịnh Ngọc lão tướng quân có ba đại sự đáng nói. Ba chuyện gì? Chuyện đầu tiên là năm tiên đế còn tại thế phụ tá Triệu Vương xuất binh mông cổ. À, đúng rồi, Triệu Vương chính là đương kim bệ hạ. Tả Chi Phi dứt lời, lập tức nhìn mặt Yến Tam Hợp khiến hắn bất ngờ là biểu cảm của Yến Tam Hợp không có một chút dư thừa. Ngươi không tò mò, triệu vương đã đang ngồi thế nào ư? Yến Tam Hợp dùng chân đẩy ra một cành khô trên mặt đất. Tổ phụ ta khi còn sống từng nói, triệu vương thượng vị là bởi vì thái tử đời trước dùng vu thuật với tiên đế, sau này khi sự việc bại lộ thì bị phế, lúc này mới chuyển cho triệu vương. Rất đúng. tạ chi phi. Cũng chính bởi vì trận chiến đó, khiến quân thần hai người kết tình nghĩa thâm hậu, sau khi triệu vương kế vị, môn đệ trịnh gia cũng theo nước thuyền lên. Yến Tam Hợp Chuyện thứ hai, việc này ngươi biết, chính là giao chiến giữa Vĩnh Hòa Tam Hoa Quốc và Đại Tề, Trịnh Ngọc là chủ soái. Tả Chi Phi Trận chiến này trải qua hai năm, khó khăn trùng trùng, cuối cùng chiến thắng trở về. Hoàng đế mừng rỡ, thường Trịnh Ngọc một chén vàng, cuối cùng quân thần hai người cùng say. Xem ra Yến Tam Hợp cảm thán một câu Hoàng Sùng, Trịnh gia đều là Trịnh Ngọc dùng mạng đánh nhau trên chiến trường mang về. Võ tướng muốn phong thê ấm tử chỉ có thể dựa vào quân công, chỉ có thể chịu nguy hiểm. Tả Chi Phi cúi đầu nhìn Yến Tam hợp. Bởi vì cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, tất cả người hành quân đánh trận đều không thích đánh trận, nhưng người thích đánh trận thì có thể đem mạng sống ra cược, bởi vì chỉ có như vậy mới có cơ hội lập được công huân hiển hách. Đào binh thật sự là số ít. Còn chuyện thứ ba, chuyện này. Tạ Chi Phi bước chân không khỏi chậm lại, đau đớn ý tứ trên mặt hắn thoáng qua tức thì. Phải kể đến lão tướng quân đã chết thế nào? Trịnh Ngọc chết trận xa trường, việc này Yến Tam hợp biết. Nhưng chân tướng trong đó, nàng lại không nghe ai nói đến cả. Mùa hè năm Vĩnh Hòa thứ năm, thắt đát sát hại tiết độ sứ của Hoa Quốc chúng ta, Hoàng thượng giận dữ, phái đại tướng quân Tống Chi Duật xuất trinh. Mùa đông năm Vĩnh Hòa thứ sáu, Tống Chi Duật binh bại, Mười vạn đại quân chỉ còn lại có hai vạn tàn binh, tin tức truyền tới kinh thành, cả nước khiếp sợ, vì thế Hán Vương thỉnh cầu xuất chiến. Chờ đã! Yến Tam Hợp thật sự nhịn không được. Hán Vương, là kẻ đối đầu một mất một còn với các người ư. Ôi chao, tiểu tổ tông của ta. Bùi tiếu gấp đến độ thiếu chút nữa đưa tay che miệng nàng, dậm chân nói. Việc này chỉ có thể hiểu, không thể nói ra, ngàn vạn lần đừng nhắc tới trước mặt người ngoài. Ta ngu ngốc như vậy sao? chỉ là vương này vương kia quá nhiều, phải xác nhận một chút thôi. Yến Tam hợp trừng hắn một cái. Cô ấy trừng mắt nhìn ta. Cô ấy trừng mắt nhìn ta. Trái tim của ta. Thình thịch thình thịch. Bùi tiếu vội vàng quay lưng lại, ôm ngực thở dốc. Người này có vấn đề gì thế? Yến Tam hợp nhíu mày. Tạ chi phi, người nói tiếp đi. Vì thế mùa xuân năm Vĩnh Hòa thứ bảy, Hoàng thượng phái Hán Vương làm chủ soái, Trịnh Ngọc Lão tướng quân làm phó soái lại xuất trình đánh thắt đát. Tả Chi Phi nghiến răng, đè huyết khí cuồn cuộn xuống. Đáng tiếc lần này, lão tướng quân không thể trở về, tháng 11 năm Vĩnh Hòa thứ 8 chết trận xa trường. Chờ một chút, khuôn mặt Yến Tam hợp lạnh lùng, ngữ khí nghiêm túc. Xuất trình năm Vĩnh Hòa thứ 7, vụ án trịnh gia xảy ra vào tháng 7 năm Vĩnh Hòa thứ 8, lão tướng quân chết trận vào tháng 11. Lão tướng quân có biết người nhà mình đã không còn nữa hay không? Tả Chi Phi không nên biết Yến Tam nhíu mày. Vì sao? Trận quyết chiến với Thác Đát sắp tới, Hoàng thượng, binh bộ nhất định sẽ giấu giếm việc này để phòng nhiễu loạn lòng quân. Tất cả đều chờ lão tướng quân thắng trận trở về rồi nói sau. Tả Chi Phi lại bổ sung một câu: Đây là quy củ hành quân đánh trận. Nếu như bình thường, Yến Tam hợp hơn phân nửa sẽ mắng một tiếng. Đây là quy định cho mã gì? Chẳng có chút tình người. Nhưng giờ phút này. Nàng bỗng nhiên cảm thấy quy củ này rất tốt, ít nhất Trịnh lão tướng quân trước khi chết không phải chịu cảm giác đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm. Trận chiến này cuối cùng đánh thắng không? Thắng rồi, Hán Vương Khải hoàn trở về, lão tướng quân hồn về cố hương. Tạ Chi Phi lạnh lùng cười, ta đang nghĩ, đây hẳn là ý trời. Bầu không khí lập tức trầm xuống, lại phối hợp với cỏ dại cây cối cao hơn người xung quanh, Bùi Tiếu thầm nghĩ phải mau rời khỏi cái nơi quỷ quái này thôi. Yến Tam hợp ngươi còn gì muốn hỏi gì không có tả chi phi yến tam hợp quay đầu nửa câu phía dưới đột nhiên kẹt ở trong cổ họng lưng của nam nhân luôn luôn thẳng tắp chợt cong xuống gương mặt tái nhợt trên trán là một lớp mồ hôi dậy nhìn giấy suy yếu ngươi không khỏe à cô hỏi hơi khó thở tả chi phi xoay người dùng sức vỗ ngực vài cái chín năm hắn lần đầu tiên đứng ở trên mảnh phế tích trịnh gia này lần đầu tiên nói về từng ly từng tí của người trịnh gia, cảm giác đau đớn tới tận xương tùy này, chẳng khác gì nham thạch nóng bỏng phun ra. Trịnh lão đại, trịnh lão nhị, trịnh lão tam, tiếu thị, hứa thị, lâm thị. Đối với hắn mà nói, không phải chỉ là những cái tên lạnh băng, mà mỗi người đều từng sống sờ sờ trong cuộc sống của hắn. Người chết, cũng đã chết rồi. Người sống, sống không bằng chết. Tạ ngũ thập, ngươi không phải bị ma nhập đó chứ. Bùi Tiếu vội móc từ trong ngực ra một chuỗi tiền ngũ đế, nhét vào trong tay Tạ Chi Phi. Ngươi mau cầm đi, tránh tà. Tạ Chi Phi nhìn nét mặt căng thẳng của hắn, ghét bỏ. Không phải chưa khai quang sao? Khai rồi, sáng nay mới khai. Bùi Tiếu hất cầm. Năm mươi lần kinh kim cương ta nhìn con lừa chọc kia đọc từng chữ từng chữ một. Tiễn Tam hợp giọng thản nhiên. Tiền ngũ đế chỉ hữu dụng với quỷ hồn bình thường, đối với lệ quỷ chết oan thì không có tác dụng đâu. Ngươi. Ngươi, ngươi nói cái gì? Tòa nhà này nhiều người chết oan chết uổng như vậy. Yến Tam Hợp nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt dừng ở trên người bùi tiếu. Bùi tiếu bị nàng nhìn đến hai chân run rẩy, giọng cũng run rẩy. Ngươi, ngươi, ngươi sao lại nhìn ta như vậy? Phía sau ngươi hình như có một người đứng. À! Sau một tiếng kêu thảm thiết, Yến Tam Hợp chỉ cảm thấy người trước mắt thoáng cái đã biến mất, cúi đầu nhìn lại. Người này đã nhảy lên lưng tạ chi phi, ôm chặt lấy y. Yến Tam Hợp nháy nháy mắt với tả Chi Phi, tả Đại Nhân, huynh đệ ngươi hình như có vẻ rất sợ ma. Tả Chi Phi mím môi cười, đừng dọa nó, lá gan nó còn nhỏ hơn chuột. Bùi Minh Đình, ngươi xuống đây, làm, làm gì? Yến Tam Hợp một tay kéo hắn xuống, không đợi người đứng vững, thì ngón tay đột nhiên điểm lên chán Bùi Tiếu. Bà Đồng giúp ngươi khai quang. Bùi Tiếu chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy từ giữa lông mày xuống hắn giật mình một cái bỗng nhiên cảm giác chân không mềm nhũn thân thể cũng không run rẩy trước mắt chỗ nào cũng là ánh sáng yến tam hợp thu ngón tay lại nghiêng đầu nhìn tạ chi phi như cười như không có muốn ta mở giúp ngươi không tạ chi phi ngần ra hỏi sau khi khai quang thì không sợ thần quỷ sao sau khi ta khai quang không chỉ không sợ thần quỷ còn có thể thân thể thoải mái tinh thần hắn trong nháy mắt hiểu được khai quang trong lời nha đầu kia là đang lấy bùi tiếu ra để chọc cho hắn vui lên. Người mặt lạnh vô tình thỉnh thoảng để lộ chút ấm áp, còn ấm áp hơn chung rượu nóng hổi trong mùa đông rét buốt. Tả chi phi cảm giác mình như sống lại. chương 205, Kinh Biến. Biệt viện trong thành. Tả bất hoặc ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn nhập nhèm. Biệt viện này là tài sản riêng của phụ thân cho Di Nương, là tiểu trạch Di Nương rất ít khi tới. Hắn có thói quen ngủ trưa mỗi ngày đều đến đây chập mắt non nửa canh giờ nhị ra ô hành vén rèm đi vào thế nào yến cô nương về đến nhà rồi sao ô hành bưng qua một chung trà ấm người gác cổng nói yến cô nương còn chưa về tay tạ bất hoặc run lên trà hắt ra vài giọt sao còn chưa về không phải về từ sớm rồi sao nhị ra đừng lo lắng hẳn là lại đi lòng vòng cho nên mới về trễ thôi sao có thể không lo lắng nàng đi theo ta ra ngoài, lỡ như. Tả bất hoặc đứng lên, đặt chung trà xuống. Ngươi lập tức phái người đến mấy ngõ nhỏ gần đó tìm, nhìn xem. Nhìn cái gì ạ? À? Tả bất hoặc không nghe thấy giọng của ô hành, trong đầu này lên từng ly từng tí chuyện mình đi dạo cửa hàng với Yến Tam Hợp. Mỗi lần, hắn đi dạo phố cùng Di Nương và Uyển Xu. Uyển Xu thì không nói, chỉ nói đến Di Nương hắn, bình thường là ngươi không để hỉ nộ hiện ra trên mặt, hiếm khi được ra ngoài một chuyến, trên gương mặt bà cũng sẽ lộ ra vẻ vui mừng, sờ sờ cái này, nhìn cái kia, cái gì cũng muốn mua một ít về. Nhưng Yến Tam Hợp thì hoàn toàn là một biểu cảm hờ hững, cho dù là đồ chơi kỳ lạ thì nàng nhiều nhất chỉ quét mắt vài lần, trên mặt không có bất kỳ thay đổi nào. Cơm nước xong, nàng từ chối ngồi xe ngựa tạ phủ, đi bộ cùng Lý Bất Ngôn về, lý do là tiêu hóa. Nhưng hơn một canh giờ trôi qua, nàng vậy mà còn chưa về đến nhà, cái này rất rõ ràng. Cô ra ngoài không phải đi dạo một chút, mà là có việc phải làm, hơn nữa phải tránh hắn. Tránh hắn làm gì? Ô Hành thấy bộ dạng mất hồn của gia mình, lo lắng nói. "Gia, nhị gia, Ô Hành." Tả Bất Hoặc đột nhiên xoay người nhìn hắn, lập tức đến tăng lục ti hỏi thăm, "Bùi đại nhân đang ở đâu?" Nhị gia hỏi thăm hắn làm, "Nhanh đi." Hắn lại biến sắc, trở về, lại hỏi thăm xem lão tam lúc này đang ở đâu. Ô hành mặc dù không rõ nhị ra vì sao muốn hỏi thăm hai người này, lại dứt khoát đáp một tiếng. Vâng. Kỳ thật nào có cái gì? Vì sao? Chỉ là trực giác của tạ bất hoặc thôi. Trực giác này đến từ lúc sáng bước vào tính tư cư đã cảm thấy rồi. Hai người yến tam hợp và tạ lão tam một người ở trong cửa sổ, một người ở ngoài cửa sổ, đầu cổ giao nhau, hiển nhiên là đang thấp giọng nói chuyện gì đó với nhau. Nói chuyện gì vậy? Cần đến gần như vậy sao? tạ bất hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt trống rỗng nhìn ánh mặt trời trói mắt rơi vào suy nghĩ sâu xa cũng không biết qua bao lâu ô hành cả người đầy mồ hôi chạy về ra hắn thờ hồng hộc nói bùi đại nhân và tam gia đều không ở trong nha môn đi đâu hết rồi tạ bất hoặc đột nhiên vươn tay túm lấy vạt áo ô hành làm ô hành giật nảy mình không biết còn chẳng thấy bóng người đâu thế còn hoàng kỳ và chu thanh thì sao cũng đều không ở trong nha môn. Tả Bất Hoặc buông lòng tay, thân xác lại có chút hoảng hốt. Ô Hành kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, thật sự không rõ chủ tử nhà mình tại sao lại thế này, chẳng lẽ có liên quan đến yến cô nương sao? "Ô Hành, ra, ngươi nói." Trên mặt Tả Bất Hoặc hiện lên một nụ cười ý vị thâm trường. "Lão phu nhân nếu như chỉ hôn yến tam hợp cho ta, thì sẽ như thế nào?" Ô Hành chỉ cảm thấy hết hồn hết phía nhà cũ trịnh phủ. Ra. Chu Thành từ xa chạy như điên đến, sắc mặt không tốt lắm. Tả chi phi. Chuyện gì? Chu Thanh. Đại gia, nhị gia của đỗ gia chờ ở nha môn. Tả chi phi nhíu mày. Bọn họ tới làm gì? Cái này còn cần suy nghĩ sao? Bùi tiếu cười gần. Thay muội muội nhà hắn đòi công đạo chứ gì? Tả ngũ thập nhìn Yến Tam Hợp một cái, gương mặt Yến Tam Hợp không có biểu cảm gì. Chuyện xưa nghe cũng tạm rồi, ngươi tùy ý. Đi đi, đi đi, ta đi với tam hợp là được. Bùi tiếu vội vàng đuổi người. Trong lòng hắn rất vui, ước gì tả ngũ thập mau cút đi, tuy nói nơi quỷ quái này không thích hợp hoa tiền nguyệt hạ, nhưng cơ hội này cũng hiếm có lắm. Yến tam hợp thấy bước chân tạ chi phi không nhúc nhích, thản nhiên nói. Hôm nay đến đây thôi, chuyện xưa quá nhiều, ta muốn về trước suy nghĩ một chút. Tạ chi phi thầm thở phào nhẹ nhõm. Được bùi tiếu mộng đẹp của ta cứ như vậy tan vỡ rồi sao bốn người đi tới trước lỗ chó tạ chi phi là người đầu tiên chui ra ngoài bùi tiếu không cam lòng trông mong nhìn yến tam hợp muốn nói lại thôi ngươi không đi sao bùi tiếu mở to hai mắt ý ngươi là sao yến tam hợp cảm thấy gần đây hành vi cử chỉ của người này rất kỳ quái ngươi nhìn ta làm gì đầu gỗ đầu gỗ đầu gỗ Bùi tiếu nghiến răng. Cái này gọi là nhìn sao. Ta đây gọi là liếc mắt đưa tình. Ngươi không đi, ta đi trước. Nhớ kỹ, ta đi xa, ngươi hẳn đi ra. Hai. Yến tam hợp như con mèo trôi ra ngoài. Trước sau ngõ nhỏ đã không còn một bóng người. Nàng ngẩng đầu gật đầu với lý bất ngôn trên tường một cái. Hai người một cao, một thấp, đồng thời cất bước về phía trước. Đi đến cuối ngõ nhỏ, rẽ trái, lý bất ngôn từ trên tường rơi xuống, không kịp hỏi. Vụ án trịnh ra thế nào? Khó, khó là đúng rồi. Lý bất ngôn cười nói. Chuyện đơn giản, cần gì phải tìm ngươi? Yến Tam hợp hữu khí vô lực, thời tiết quỷ quái nóng váng cả đầu, góc tường dâm mát. Lý bất ngôn đổi vị trí với cô. Chúng ta phải nhờ Tam ra lấy ngựa mới phải. Đúng rồi, Tam ra sao lại vội vã rời đi thế? Có việc, Yến Tam hợp lại chậm rãi nói. Tâm ma kế tiếp đã trên đường tới, ta vừa mới cảm ứng được. Sao lại nhanh như vậy? Lý bất ngôn có chút không thể tin được. Cách nắp quan tài quý lão phu nhân đóng lại mới có vài ngày. Yến Tam Hợp cũng cảm thấy có chút không ngờ, nhưng lúc vừa mới từ chui khỏi lỗ chó, cảm giác kia lại cực kỳ mãnh liệt. Vậy vụ án trịnh ra làm sao bây giờ? Ta chỉ có thể cố gắng hết sức. Hai người vừa nói vừa đi, đi đến chỗ rẽ, bỗng nhiên nghe được vài tiếng kêu yếu ớt. Yến Tam Hợp cả kinh. Giọng gì thế? lỗ tài lý bất ngôn cực kỳ linh mẫn hình như có người đang kêu cứu yến tam hợp hướng nào lý bất ngôn phía đông bắc yến tam hợp nam hay nữ lý bất ngôn hình như là nữ tử yến tam hợp ngươi đi xem trước đi ta lập tức theo sau vậy ngươi mau tới đây lý bất ngôn rút nhuyễn kiếm trên người ra dưới chân chạy như điên tốc độ của nàng cực nhanh chạy một hơi ra xa trăm trượng lại không thấy ai cả chẳng lẽ còn ở phía trước. Lý bất ngôn lại đuổi theo một hồi, nhưng chẳng thấy gì. Mà tiếng cứu mạng kia cũng không xuất hiện nữa. Nàng đi tới đi lui mấy góc xung quanh, vẫn không thấy người. Lạ thật, chẳng lẽ ta nghe lầm. Không thể nào. Lý bất ngôn chỉ có thể ảo não trở về, đi một hồi, nhưng không thấy Yến Tam Hợp ra đón. Không biết tại sao, cô bỗng nhiên hoảng hốt. Yến Tam Hợp, Yến Tam Hợp, Lý bất ngôn liều mạng chạy trở về. Chạy đến chỗ rẽ, đâu còn bóng người Yến Tam Hợp, sắc mặt nàng phút chốc thay đổi. chương 206, tìm người. Binh mã ti bắc thành. Tả Tam ra cười đến hai má lúm đồng tiền đều lộ ra. Hai vị đại ca, hôn nhân đại sự, mệnh cha mẹ, lời mai mối, không phải ta có thể làm chủ được. Thả dám. Đỗ đại gia vỗ bàn một cái. Ai không biết tà lão tam ngươi ở tà ra muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ngươi nếu thật muốn cưới người nào, ai sẽ ngăn cản được chứ? Đỗ đại ca, không thể nói như vậy được, vậy phải nói thế nào? Đỗ nhị ra cười gần một tiếng. Ngươi cùng muội muội ta dính lấy nhau nhiều năm như vậy, hôm nay nói mệnh cha mẹ, lời người mai mối ư. Đỗ nhị ca. Tả tam gia tuy rằng còn cười, ánh mắt lại bén nhọn hẳn lên. Ta và Đỗ Y Vân xưa nay tuân thủ quy củ, đừng nói dính lấy nhau, đến số lần ở riêng với nhau cũng rất ít, nàng đến tả phủ đều do tẩu tẩu ta tiếc đỗ đại gia đứng bật dậy chừng mắt với hắn. tạ lão tam y ngươi là muội muội ta không không mặt không ra cứ muốn gả đến các người tả gia hả khốn kiếp khinh người quá đáng đỗ nhị ra giận không kềm được xông lên túm lấy tả chi phi hôm nay ta phải thay muội muội ta dầm cửa bị đá văng lý bất môn cả người như là từ trong nước vớt lên mực phập phồng kịch liệt tam gia không thấy tiểu thư đâu nữa rồi cái gì giọng tạ chi phi đều rít lên hắn theo bản năng hất đỗ nhị ra sang bên cạnh vào tới trước mặt lý bất ngôn sao lại không thấy người ở đâu hả ta ngươi còn không biết xấu hổ ta ta chu thanh chu thanh chạy vội tới ra yến tam hợp mất tích rồi mau bảo các huynh đệ tìm người chu thanh ngẩn ra ra tứ cửu thành lớn như vậy dù sao cũng phải nói xem yến cô nương mất tích ở đâu đã chứ Tạ Chi Phi vươn cánh tay dài, túm lấy vạt áo trước của Lý Bất Ngôn. Mất tích ở đâu, nói, ngay tại ngã tư đường bốn ngõ đường đến tạ phủ. Lý Bất Ngôn nhìn bàn tay trước ngực, cố đè xuống cơn tức. Bốn ngõ, sắc mặt hắn trắng bệch nhìn Lý Bất Ngôn. Tạ Chi Phi buông tay, lảo đảo liên tục lui về phía sau mấy bước. Bọn họ vừa mới bắt đầu điều tra vụ án trịnh phủ, Yến Tam Hợp đã biến mất, chẳng lẽ nói chúng ta đi tới ngã tư kia nghe thấy có người kêu cứu mạng tiểu thư bảo ta đi xem ta đi trước nàng ta bảo ngươi đi chết ngươi cũng đi à tạ chi phi phẫn nộ rít gào gân xanh trên cổ nổi lên ngươi là nha hoàn của ai quản sống chết của người khác làm gì lý bất ngôn chu thanh đây là điển hình của cái điệu hồ ly sơn kế đáy mắt tạ chi phi đỏ bừng hoảng hốt nhảy dựng lên từ thịnh nhất định là tên khốn kiếp này trừ hắn ra thì không có ai khác. Cả đám còn đứng ngây ra đó làm gì, đi, đến từ ra đòi người. Tam gia Chu Thành ngắn hắn lại. Không có bằng chứng chạy từ ra đòi người, lỡ như không phải hắn, thì huyện này không kết thúc đâu. Tả Chi Phi chợt ngẩn ra. Ra xưa nay bình tĩnh, lần trước Yến cô nương gặp chuyện không may. Chu Thành thấy trong nhà chính còn có người khác, lập tức đè lời xuống. Tả Chi Phi thấy hai huynh đệ đỗ ra vẫn còn, không kiên nhẫn nói. Hai vị huynh trưởng, mời trở về đi. Đỗ phủ đại gia nghiến răng, tạ lão tam, yến tam hợp là ai? Đỗ đại ca, ta không có thời gian giải thích với ngươi, cũng không giải thích được. Bốp, đỗ nhị ra nắm tay đánh thẳng vào má tạ chi phi. Giải thích không rõ ràng ư, ngươi còn bà nó chính là bởi vì nàng mới phụ tiểu muội nhà ta, ngươi cho rằng chúng ta đều là kẻ ngốc à. Đỗ nhị ra nói xong, lại đấm thêm một quyền. Tạ Chi Phi nghiêng người né tránh, nắm lấy cánh tay Đỗ Nhị ra. Một quyền này ta để mặt Đỗ Y Vân nhường ngươi, người đâu, tiến khách, muốn tiến khách, không có cửa đâu. Đỗ Nhị ra cũng nóng này, cánh tay bị người nắm lấy, nhưng chân vẫn còn, một cước đá vào đầu gối Tạ Chi Phi. Tạ Chi Phi vốn trong lòng vô cùng lo lắng, nói đến nước này, Đỗ Nhị ra vẫn còn chưa thôi, hắn đánh một quyền vào sống mũi đối phương. Máu chảy ra. Đỗ nhị ra cả người đều bị đánh mơ hồ, bịt mũi không dám tin nhìn tả chi phi trước mặt. Tả chi phi cũng không tin, một quyền này là tự mình đánh ra. Tả chi phi, lương tâm của ngươi bị chó ăn mất rồi. Đỗ đại gia nghiến răng nghiến lợi. Lão nhị, chúng ta đi. Đại ca. Đỗ đại gia giống giận. Đi. Hai người phất tay áo bỏ đi, tả chi phi đặt mông ngồi xuống ghế, sắc mặt trắng bệch. Chu Thanh nói đúng lần trước Yến Tam hợp gặp chuyện không may, bản thân không chút hoang mang, mưu định rồi hành động, lúc này đây. Chết tiệt, lần này giống sao? Ta từng cùng nàng dầm mưa, chịu khổ, trải qua bao hiểm nguy, là giao tình liên quan đến tính mạng. Chu Thanh, ngươi cho người đến con hẻm kia điều tra một chút, sau đó tìm mấy tên ăn mày, tản tin tức ra ngoài. Tạ Chi Phi âm trầm nói. Người đầu tiên tìm được nàng, tam gia thưởng 500 lượng bạc. Vâng. Chu Thành thấy ra mình tỉnh táo lại, lập tức xoay người đi làm việc. Lý bất ngôn, nói đi, ta làm cái gì? Yến Tam hợp rất có thể là bị Từ Thịnh bắt đi. Tả Chi Phi nhìn Lý bất ngôn. Từ Thịnh có biệt viện, ngõ lê hoa phía tây kinh thành, người nghĩ cách đi thăm dò đi. Nếu người không ở đấy, lập tức trở về báo tin. Nếu có người ở đấy thì sao? Ánh mắt Tả Chi Phi hờ hững quét qua eo Lý bất ngôn. Nếu Yến Tam hợp không sao, ngươi để lại mạng chó cho hắn, nếu Yến Tam hợp có. Sự lạnh lẽo trong mắt hắn nổi lên. Tam gia làm chỗ dựa cho ngươi, lấy mạng chó của hắn đi. Đang chờ những lời này của ngươi. Lý bất môn nghiến răng một cái, xoay người rời đi. Tả Chi Phi cũng đứng lên theo. Sắp xếp như vậy còn chưa đủ, còn phải đi một chuyến đến cầm y vệ, dùng ám tuyến của bọn họ, giúp đỡ tìm một chút. Khi một chân vừa đi qua ngưỡng cửa, tim hắn đột nhiên nhói một cái, Tả chi phi vội đỡ lấy khung cửa, ngồi xuống ngưỡng cửa. Tiêu thị vệ phụ trách bưng trà rót nước của binh mã ti nhìn thấy, vội vàng chạy tới hỏi. Lão đại làm sao vậy? Tả chi phi ôm ngực, uể hoài nói. Đi lấy bình xứ trong ngăn kéo của ta. Tiểu thị vệ vội chạy đi, một lát sau, lại chạy trở về. Lão đại. Tả chi phi nhận lấy bình xứ, đổ một viên thuốc màu đen từ bên trong ra, lười dùng nước mà bỏ thẳng vào miếng nuốt xuống. Đúng lúc này, Chu Thanh chợt quay lại, đang muốn mở miệng thì quét thấy bình xứ trên tay Tam gia, quá sợ hãi. Gia, người, câm miệng. Tạ Chi Phi chống khung cửa đứng lên. Người có tin tức gì sao? Còn chưa có, không có thì ngươi trở về làm gì? Ta trở về nói với gia một tiếng, phía cẩm y về ta cũng đã phái người đi rồi. Chu Thanh nhìn Tạ Chi Phi, giọng nói trầm trọng. Ra ở đây chờ tin tức, không được đi đâu cả, nếu đại gia biết. Được rồi, chu ra đi làm việc đi, đừng để ta sốt ruột. Trong lòng ra tự biết chừng mực đi, đừng khiến cho những người hầu hạ như chúng ta khó xử. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 207, vô tình gặp mặt. Thời gian, từng chút từng chút trôi qua, tạ chi phi càng ngày càng ngồi không yên. Còn hẻm kia vốn không có nhiều người, sau giờ ngõ người càng ít, muốn lặng lẽ tiễn một người sống sờ sờ như yến tam hợp rời đi, là chuyện dễ dàng ta không thể chờ được hắn vịn cảnh cửa đứng lên người đâu chuẩn bị ngựa lão đại chu thanh ca dặn dò không cho ngài đi ta là lão đại của ngươi hay hắn là lão đại của ngươi tả chi phi trợn mắt bớt nói nhảm đi đi dắt ngựa nhanh vâng tả chi phi bước nhanh ra khỏi nha môn vừa muốn xoay người lên ngựa thì từ xa đã thấy thị vệ của mình chạy như bay đến hắn nắm chặt dây cương hô to thế nào tìm được chưa Lão đài. Thị vệ xoay người xuống ngựa, vội la lên. Chu Thanh Ca vừa sai người truyền tin tức đến, có người nửa canh giờ trước, thấy có một chiếc xe ngựa chạy rất nhanh ra khỏi ngõ Thanh Liên. Ngõ Thanh Liên ư. Đó là một con hẻm khác nằm liền kề với bốn con hẻm. Có thấy rõ là chiếc xe ngựa gì không? Thấy rõ, trên xe ngựa kia buộc một lá cờ trắng. Tạ Chi Phi sắc mặt nghiêm nghị. Thông báo bốn binh mã ti còn lại, lùng bắt chiếc xe ngựa này toàn thành. Vâng. Lão đại, có người nhìn thấy xe ngựa đó đi về phía bờ sông Vĩnh Định. Lão đại, xe ngựa dừng trước cửa trang trại táo hồng phúc ở bờ tây sông Vĩnh Định, trên đầu xe có treo cờ trắng. Lão đại, có người nhìn thấy một nam tử thanh tú bị kéo vào. Lão đại, sau khi kéo vào, cửa trang trại táo đóng lại. Từng tin tức một truyền tới, tạ chi phi ngựa không dừng vó chạy tới trang trại táo hồng phúc. Chu Thành đang chờ ở đầu ngõ, thấy ra nhà mình đến thì xoay người xuống ngựa, bước lên phía trước đỡ lấy. Ra, ngài sao rồi? rất ổn. Tạ Chi Phi đầy tay hắn. Tình huống hiện tại thế nào rồi? người ở bên trong không có động tĩnh. Tạ Chi Phi nói như đinh đóng cột. xông vào. Chu Thanh. vâng. một lát sau, mấy chục thị vệ vây quanh căn nhà hai tầng này. Tạ Chi Phi và Chu Thanh liếc nhau, hai người đồng thời nhấc chân. rầm rầm. sau hai tiếng vang thật lớn tạ chi phi xông vào trước, tiếp đó đám thị vệ cũng xông vào. À, 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 à. Trong tiếng thét chói tai của nữ nhân, Yến Tam Hợp từ trên ghế đứng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn nam nhân trước mặt. Tạ Chi Phi, ngươi làm gì thế? Tạ Chi Phi nhìn nàng, lại nhìn Ninh Thị, còn có phụ nhân thanh tú xinh đẹp bên cạnh Ninh Thị, ánh mắt cuối cùng rơi vào ba chung trà. Cho nên, nàng ta không bị bắt cóc mà là mình lén lút chạy theo người khác. Nghĩ đến sự lo lắng hãi hùng trong một canh giờ này, lửa giận của tạ chi phi phút chốc bay lên đỉnh đầu. Hắn bước nhanh về phía trước, đưa tay hất luôn bàn trà nhỏ. Yến tam hợp, ta mới muốn hỏi ngươi làm gì đấy. Ngươi không nói một tiếng mà rời đi như thế vui lắm hả? Yến tam hợp. Ngươi có biết vì tìm ngươi, ta suýt chút nữa đã sốc cả thành tứ cửu này lên rồi không? Yến tam hợp ngươi có thể nào lo lắng cho bản thân mình một chút không? Có hai tên bịt mặt muốn bắt ta, hả? Tạ Chi Phi ngẩn ra. Yến Tam hợp chỉ vào ninh thị bên cạnh. Nếu không có các nàng, thì ngươi sẽ không gặp được ta đâu. Đồng tử Tạ Chi Phi chợt co rút lại, cứng ngắc nghiêng đầu. Ai ra tam gia của ta à, chuyện là thế này. Ninh thị thấy tam gia nhìn về phía nàng, vội vàng đầy nữ tử đang sợ lầy bầy trong ngực mình ra hôm nay đúng lúc ta có việc muốn đi tìm yến cô nương nào biết lúc tới đầu hẻm thì sa phu lão lý nói phía trước có người đang đánh nhau ta vén rèm nhìn thử thì thoát tim thế mà là đánh nhau gì rõ ràng là một người ở phía trước chạy hai người bịt mặt ở phía sau đuổi theo ta lại tập trung nhìn ôi ông trời ơi người chạy phía trước kia không phải là yến cô nương sao ninh thị vừa vỗ ngực vừa sợ hãi nói vì vậy ta đã hét to một tiếng yến cô nương Yến Cô Nương cũng nhìn thấy ta rồi thông minh nhảy lên xe ngựa của ta. Chúng ta đã liều mạng chạy mãi, chạy mãi, sau đó đã tới nơi này. Tim Tạ Chi Phi đập nhanh hơn, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới một vòng, có chút yếu ớt hỏi. Có bị thương không? Yến Tam hợp lắc đầu. Không có. Tạ Chi Phi đặt mông ngã ngồi ở trong ghế, cúi đầu, thở dốc, bao nhiêu cảm xúc phức tạp từ trong lòng vọt lên. May mà không có việc gì. May mà không sao. Yến Tam Hợp nhìn hắn, đáy mắt có hơi rung động như thủy chiều nhanh chóng dâng lên, rồi chậm rãi hạ xuống. Nàng từ trong đống hỗn độn nhặt lên một cây châm vàng, vết máu ở đuôi châm đã hong khô. Nhờ có nó, ta đã làm xước cánh tay của một trong số họ. Tả Chi Phi ngừng đầu, nóng mắt nhìn cây châm. Có thấy gió tướng mạo đối phương không? Một tên mắt tam giác, một tên mắt một mí. Vóc dáng hai người đều không cao, dáng người trung bình, công phu tay chân rất nhanh nhẹn. Ngữ khí của Yến Tam hợp cực kỳ tỉnh táo. Bọn họ không cần mạng của ta, muốn bỏ ta vào bao tải, lúc này mới cho ta có cơ hội chạy trốn. Còn nữa, lúc một người bịt miệng ta, ta người thấy trên tay hắn có mùi phấn, lòng bàn tay có một tầng vết chai thật dày, tay này là do nhiều năm cầm đao. Nghe đến đó, phản ứng đầu tiên trong đầu tạ chi phi là, chắc chắc là thằng cháu trai từ thịnh. Nếu ta nhớ không lầm, bên cạnh người nọ còn có một đám người mang đao. Yến Tam Hợp, thành tứ cửu rộng lớn này chỉ có hắn kết thù với ta cũng chỉ có hắn dám lớn mật làm việc như thế hơn nữa còn không để tạ ra vào mắt nhà đầu tốt nghĩ y trang ta ánh mắt tạ chi phi càng nóng hơn lý bất ngôn đã đến binh mã ti báo án chuyện này hãy giao cho ta không cần tự ta yến tam hợp tạ chi phi đào mắt nhìn thị vệ bên cửa yến tam hợp lúc này hiểu được cực kỳ phối hợp nói được giao cho binh mã ti các ngươi ai ra nghề này của các ngươi, thật đúng là nguy hiểm. Ninh thị giật giật xiêm y tả chi phi. Tam già, cửa này, ta đền. Tả chi phi không thèm liếc ninh thị một cái, ánh mắt vẫn nhìn yến tam hợp. Sắc mặt ngươi sao lại kém như vậy? Yến tam khép lại đối diện với ánh mắt đen trầm của hắn. Có cần ta rót cho ly nước không? Không cần, ta thở một chút là được rồi. Tim tả chi phi dần đập chậm lại, nhưng suy nghĩ có hơi hỗn loạn, các ý niệm cứ đụng tới đụng lui trong đầu. Lý bất ngôn đâu. chương 208, Quý Huệ. Phụ nhân trước mắt tuổi còn rất trẻ, thân hình gầy gò, toàn thân không có trang sức nào, cả người thuần khiết. Chi Phi, ta là lục tỷ của Quý Phủ, Quý Huệ, hồi nhỏ đệ thường theo Minh Đình về nhà ta chơi, sao đệ quên mất ta rồi. Lục tỷ. Tả Chi Phi vỗ chán, khó khăn lộ ra nụ cười chiêu bài. Sao tỷ lại gầy như vậy? Hèn gì ta không nhận ra? Hốc mắt Quý Huệ đỏ lên. Mấy tháng nay nhà ngoại xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng có thể không gầy sao? Lúc này, Tạ Chi Phi liếc mắt nhìn Chu Thanh ở phía sau. Chu Thanh lập tức móc trong ngực ra một túi tiền, "Người đã tìm được rồi, lão đại mời các huynh đệ uống rượu, giải tán trước đi." "Lão đại, hai người bịt mặt kia có cần các huynh đệ?" "Tạm thời không cần, Tam gia muốn tự mình giải quyết." "Vâng." Bọn thị vệ đồng loạt lui ra ngoài. Ninh thị thấy cửa lớn mở, nói chuyện không tiện. "Đi." chúng ta ra phía sau nói chuyện. Chờ đã. Tạ chi phi. Trang viên này là của tam phu nhân ư, là của hồi môn của ta. Ngựa thì sao, sao lại treo cờ trắng. Cửu cô nương nhà chúng ta không phải mất ở trong ngục sao, khi đó tăng sự làm rất đơn giản. Lúc này quý gia không sao rồi, dù sao cũng phải thay nàng. Ninh thị quay lưng lau nước mắt, kéo tay yến tam hợp. Quên đi, không nói những thứ này nữa, đi thôi. Tam phu nhân đừng kéo nàng. Tạ Chi Phi kéo tay Yến Tam Hợp về, tựa như bảo vệ đứa con. Yến Tam Hợp, người cẩn thận dưới chân. Ninh Thị ngẩn ra, quay đầu, cười sâu xa. Cười cái gì mà cười? Mất rồi lại được, hiểu không? Ông một tiếng, Tạ Chi Phi khẽ há miệng, biểu tình trên mặt có hơi hoảng hốt. Không đúng lắm. Làm sao ta có thể nghĩ đến từ? Mất và lại được. Nhỉ. Tạ Tam gia kinh ngạc nhìn Yến Tam Hợp bên cạnh, trái tim lập tức lại sôi trào thình thịch thình thịch. Trái tim kia giống như biến thành một con dã thú, những năm gần đây đều yên lặng ngủ gật, nhờ vụ sợ bóng sợ gió hôm nay mà được đánh thức. Vì thế, nó mở cái miệng to như chậu máu, rít gào muốn đi ra ngoài kiếm ăn. Yến Tam hợp, hắn theo bản năng gọi một tiếng, muốn nhắc nhở nàng phải cẩn thận, người mà con dã thú kia muốn ăn thịt, giống như, tựa hồ là nàng. Yến Tam hợp nghe Tạ Chi Phi gọi thì chờ hắn nói tiếp. Đợi nửa ngày không chỉ không đợi được câu nào, mà lại đợi được một tên ngây ngốc. Người này cứ đứng ngây ra như thế trên hành lang, đôi mắt đen trắng rõ ràng mang tơ máu, kinh ngạc nhìn nàng, chỉ là không nói lời nào. Ma nhập à! Yến Tam hợp giơ ngón tay lên, chọc ở giữa chán hắn. Tả Chi Phi chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo từ đỉnh đầu lan xuống, hắn giật mình một cái, chợt lấy lại tinh thần. Yến Tam hợp đẩy hắn xuống. Đi lẹ, đang chờ đấy. Tạ Chi Phi vừa ngước mắt, thì phát hiện bốn con mắt ninh thị và quý lục tỷ đều ở trên người hắn. Khổ khổ khổ. Hắn trột giả, che giấu nói. Ta vừa mới nghĩ đến một vụ án. Ai ra ra ra, tam gia tốt của ta. Ninh thị cũng bất chấp, túm lấy cánh tay tạ chi phi dùng sức kéo về phía trước. Chuyện này còn quan trọng hơn vụ án nữa. Tạ chi phi giống như khúc gỗ bị nàng dắt đi, cảm quan toàn thân vẫn còn ở yến tam hợp đằng sau. Lại không biết, Yến Tam hợp giờ phút này cũng đang nhìn bóng lưng của hắn, như có điều suy nghĩ. Ninh Thị dẫn người đến một gian phòng ở hậu viện. Nhà này là nơi ông chủ bàn sổ sách, tiếp đón những vị khách quan trọng, bàn ghế đầy đủ mọi thứ. Ninh Thị tự mình cầm đèn, một lần nữa pha trà nóng lên, vội nói. Yến cô nương, vừa rồi còn chưa hỏi xong, đã bắt được tên trộm mộ lão phu nhân nhà chúng ta chưa? Yến Tam hợp thản nhiên quét mắt nhìn tạ chi phi. Người nói trước, có chuyện gì? Ninh Thị vội vàng nháy mắt với Quý Huệ, ý bảo nàng mau nói. Quý Huệ cũng muốn mở miệng, nhưng lời đến bên miệng lại không biết nói như thế nào, nghẹn một lúc lâu mới hoảng hốt lau nước mắt, lại bưng chung trà lên uống một ngụm nữa. Ninh Thị đổ mồ hôi, nghiến răng, nói. Yến cô nương, tứ phu nhân quý phủ của chúng ta, cũng là đệ muội ta, nàng sắp xuất ra làm đi cô rồi. Tại sao? Tại sao? Yến Tam Hợp nhìn tả Chi Phi cùng lên tiếng với mình, nói. Là bởi vì cửu cô nương sao? Ninh thị thở dài. Thực ra cửu cô nương là vì một câu nói của tứ phu nhân mà tìm con đường chết. Yến Tam Hợp chấn kinh. Nói gì? Ninh thị vừa nhắc tới chuyện này, lửa trong lòng chợt vọt lên. Trách không được người ta nói nữ nhân tóc dài, kiến thức ngắn. Ngày thường bốn phòng chúng ta đều chẳng nói năng gì, nhưng đến lúc đó thì đại phòng oán giận nhị phòng, Nghị phòng giận chó đánh mèo tam phòng, tứ phòng. Tam phòng, tứ phòng mắng đại phòng hủy cả quý phủ. Đại phòng lại mắng tam phòng, tứ phòng ngày thường vong ân phụ nghĩa. Yến cô nương không nhìn thấy đó thôi, ngày thường là một đám dịu dàng hiền lành, thế nhưng lúc mắng người lại tranh chua hết nước nói, cứ như con dao đâm thẳng vào tim ngươi. Ninh thị nghĩ đến ba tháng trong lao ngục, hốc mắt cũng đỏ lên. Tứ thái thái chút giận lên người cửu nha đầu, chỉ vào đầu cửa nha đầu mắng một câu, ngày thường líu ra líu díu nói nhiều nhất, lúc này lại biến thành câm điếc, cũng không biết nói thay cho nương ngươi một câu, ta vất vả khổ cực sinh ngươi ra có ích lợi gì, một đám quỷ đòi nợ, không bằng chết đi. Nương ta bình thường không phải người như vậy. Quý Huệ đột nhiên nghẹn ngào mở miệng, cửa muội nhỏ nhất, nương cũng thương nàng nhất, cũng chỉ là giận quá mất khôn thôi. Nói tiếp đi, mí mắt Yến Tam hợp chẳng chấp lấy một cái. Quý Huệ sừng sốt thầm nghĩ sao cô nương này lại lạnh lùng như vậy chẳng có chút đồng tình nào lục tỷ nói tiếp đi tạ chi phi nhìn yến tam hợp ta và yến tam hợp còn có chuyện khác không có thời gian trễ nải ở đây đâu ừ ừ quý huệ vội nói nương ta vì chuyện của cửa muội nên chịu đả kích rất lớn ở trong ngục không ăn không uống sau khi ra tù ở nhà hai ngày thì nói muốn đến am ni cô xuất gia ai khuyên cũng không nghe yến tam hợp sau đó chúng ta thấy người đã quyết tâm rồi nên để người đến am ni cô thanh tĩnh mấy tháng qua vài ngày chờ nàng tự mình nghĩ thông suốt thì lại đón người trở về quý huệ lại bắt đầu nghẹn ngào am ni cô ở kinh giao có vài cái chúng ta giao người cho am thủy nguyện ở phía tây nhưng am chủ am thủy nguyện nói mẫu thân ta sáu căn không sạch không chịu nhận nàng yến tam hợp vậy đổi nơi khác không đổi được yến cô nương ninh thị vội chen vào nói các ni cô am khác không phải ở trong chùa thì là ở bên cạnh chùa miếu, hòa thượng và ni cô ở chung với nhau, không sạch sẽ. Chỉ có một am thủy nguyệt độc môn độc viện là thanh tĩnh nhất. Yến Tam Hợp Nói tiếp đi, quý huệ, nương ta, lục nha đầu, tiếp đó để ta nói, người tuổi còn trẻ đừng đụng vào những thứ tả môn này. Ninh Thị gấp gáp ngắt lời nàng. Am chủ không chịu nhận, chúng ta bèn mặt dày lấy thân phận của Minh Đình ra, vốn nghĩ Minh Đình quản chuyện ở Tăng Lục Ti, am chủ kia thế nào cũng nể mặt hắn một chút, nào biết am chủ kia dầu muối không vào. Sau đó chúng ta tìm một tiểu ni cô hỏi thăm, mới biết được đêm hôm sau, trong am đã xảy ra một chuyện kỳ quặc. Yến Tam Hợp Chuyện gì? Trường 209, Tĩnh Trần Am Thủy Nguyệt có một ni cô tên Tĩnh Trần bị trộm mộ, am chủ vì bận rộn chuyện này, cho nên mới không có tâm tư thu đồ để. Ninh Thị có hơi trột dạ nhìn Yến Tam Hợp ta bèn nhớ tới mộ của lão phu nhân nhà chúng ta cũng từng bị người khác trộm, không phải cũng tìm yến cô nương ngươi tới sao? lục cô nương, mau thay nương ngươi van cầu yến cô nương đi. quý huệ đứng dậy quỳ gối trước mặt yến tam hợp. yến cô nương, nương ta bây giờ vẫn còn quỳ gối trước cửa am thủy nguyệt. người làm nữ nhi như ta thật sự không đành lòng. van cầu ngươi giúp am thủy nguyệt phá vụ này để am chủ đồng ý cho nương ta xuống tóc tu hành đi. yến tam hợp chậm rãi đứng dậy, không thèm liếc quý huệ một cái đi tới trước mặt ninh thị ninh thị đến bây giờ cũng không quên được cô nương này từng thẩm vấn nàng như thế nào theo bản năng cũng đứng lên yến cô nương ngươi làm ơn giúp một việc này đi bây giờ các ngươi tìm ta cũng vô dụng yến tam hợp ta chỉ một con đường cho các ngươi đến tăng lục đi tìm bùi minh đình ninh thị vội la lên yến cô nương à người ta không nể mặt minh đình mà cứ làm theo lời ta là được yến tam hợp đầu lại tạ chi phi ta có thể đi theo ngươi rồi tạ chi phi đang xuất thần cúi đầu suy nghĩ nghe yến tam hợp gọi thì trong lòng sợ hãi chuyện đều xong rồi sao yến tam hợp nhíu mày đều xong rồi vậy được chúng ta đi hắn nghiêng đầu thấy quý huệ quỳ trên mặt đất thì kinh ngạc lục tỷ đang yên đang lành tỷ quỳ gì thế ta nói này tam gia tốt của ta ngươi rốt cuộc có nghe hay không thế ninh thị tức giận đến mũi đều lệch ta nghe được nửa đầu nửa sau Tạ Chi Phi liếc mắt nhìn Yến Tam Hợp. Chuyện này cứ làm theo lời Yến cô nương, không sai được. Chi Phi, tìm Minh Đình thật sự có tác dụng sao? Ánh mắt Quý Huệ nóng lên. Tạ Chi Phi có hơi hồ đồ, hỏi Yến Tam Hợp. Ngươi bảo bọn họ đi tìm Minh Đình. Hồn đâu rồi, Tam gia. Yến Tam Hợp liếc hắn một cái, rồi nhìn về phía Ninh Thị. Vụ án trộm mộ của lão phu nhân ta đã phá, ngươi cứ làm theo lời ta là được, không cần hỏi nhiều. Ninh Thị mặc dù vẫn mơ hồ lắm, nhưng nghe Yến Tam Hợp nói vậy thì nàng lại tin. Còn nữa, cảm ơn các người hôm nay đã cứu ta. Giọng Yến Tam Hợp dịu đi một chút. Sau này có việc khó gì có thể tới tìm ta, lục tiểu thư cũng thế. Ninh Thị, sao nàng lại mơ hồ thế nhỉ? Rõ ràng Yến cô nương nói có việc khó có thể tìm nàng, vì sao còn phải đi tìm bùi minh đình để phá án trước? Yến cô nương không cần khách khí, điều nên làm mà. Quý Huệ coi Yến Tam Hợp đang khách sáo. Tam ba mẫu, chúng ta đi thôi, đừng chậm trễ nữa. Đi, đi ngay đây. Ninh Thị quên cả việc chào hỏi, kéo Quý Huệ vội vàng rời đi. Đi ra khỏi cửa hàng, thì hoàng hôn đã xuống. Yến Tam Hợp chờ tả chi phi theo sau, nói. Muốn ta quay về binh mã ti với ngươi, hay là... Khoan nói điều này đã. Tả chi phi nói. Ngươi nói cho ta biết trước, chuyện am ni cô kia có phải liên quan đến tâm ma hay đúng. sao lại nhanh như vậy? sắc mặt Tạ Chi Phi nứt ra. vậy vụ án trịnh ra? lại nói y trang lời của Lý Bất Môn lúc chiều. Yến Tam hợp trả lời cũng giống nhau như đúc. Ta sẽ cố hết sức. điểm này Tạ Chi Phi không chút hoài nghi. nhưng sức lực của một người là có hạn, ngươi cũng không thể. Tạ Chi Phi. Yến Tam hợp ngắt lời hắn. thay vì lo lắng cái này, cái kia, không bằng ngươi lấy hồ sơ vụ án ra cho ta xem trước. Tạ Chi Phi giật giật môi, không nói gì. Còn nữa, vụ án này đã qua 9 năm, không dễ điều ta. Yến Tam Hợp nhìn hắn, không chút giấu giếm nói. Nhưng ta đã đồng ý với ngươi thì sẽ điều tra đến cùng, dù phải dùng bao nhiêu năm. Khóe mắt Tạ Chi Phi nóng lên. Hắn bỗng nhiên đã nghĩ ra một trong những nguyên nhân mình thích nha đầu này là gì. Đó là lời hứa đáng giá ngàn vàng. Đúng vậy. Hắn thích nàng. Từ lúc gặp mặt lần đầu mơ hồ có cảm giác quen thuộc, đến cảm giác tò mò muốn tìm hiểu, đến sự rung động của giờ phút này, giống như nước chảy thành sông, xảy ra rất tự nhiên. Tạ Chi Phi chân chính bị bệnh tim nghiêm trọng từ lúc còn trong thai, không chịu nổi bất kỳ kích thích nào. Mà trịnh ra xuất thân võ tướng, thân thể trịnh hoài tả đừng nói có bệnh, sống 8 năm trên đời còn chẳng ho cảm một lần. Hồn vừa đổi, thân thể cũng từ từ tốt lên, hơn nữa mấy năm nay hắn tập võ rèn luyện sư xê khỏe, lại có bùi thuốc tỉ mỉ điều dưỡng, nên bệnh tim cũng không tái phát nữa. Ai biết hôm nay, một chốc thất thần đó, hắn nhớ lại từng chút một nhưng khoảnh khắc ở chung với nàng. Dùng động lúc nàng đốt hương hóa niệm rồi ngất vào trong lòng hắn. Dùng động lúc tóc nàng rũ rượi, cả người đầy máu đi ra khỏi nha mục hình bộ. Dùng động lúc hắn uống rượu say, đi cướp chén trà của nàng. Tả chi phi nhìn nàng. Ngươi theo ta về binh mã ti trước, ta cần ngươi kể lại chi tiết chuyện chiều nay, sau đó ký tên ấn đấu tay, Lý Bất Ngôn cũng sẽ đến binh mã ti tìm ta. Nói đến Lý Bất Ngôn, Yến Tam Hợp chợt. Chu Thành đang muốn gật đầu, thì lại nghe Yến Tam Hợp nói. Chuyện buổi chiều, không nên nói với bất cứ ai, bao gồm lão gia nhà các ngươi, cả đại gia nữa. Trong từ ân đường, lão phu nhân nghe tả tổng quản nói xong, cười híp mắt nói. Muốn nói chi kỷ, vẫn là lão tam nhà chúng ta chi kỷ nhất. Còn không phải sao?" Tạ Tổng quản cười nói, "Có Tam gia đi cùng, yến cô nương chắc chắn sẽ chơi rất vui vẻ." Lão phu nhân nhướng mày, "Cũng không biết bạc trên người lão Tam có đủ hay không, đứa nhỏ này quanh năm suốt tháng ở binh mã ti, chẳng kiếm được bao nhiêu bạc." Tạ Tổng quản phòng đoán tâm tư của lão phu nhân, "Lão nô lát nữa sẽ lén đưa cho Tam gia mấy trăm lượng." Lão phu nhân mặt mày hớn hở, "Được, được, được." Vừa dứt lời, đã thấy nhi tử tạ đạo chi mặc quan bào đi tới. Sao còn chưa thay xiêm y nữa? Lão phu nhân lo lắng nhìn con trai. Đã xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, lại đây dùng cơm với lão phu nhân thôi. Tạ đạo chi liếc mắt nhìn tạ tổng quản. Sai người dọn cơm đi, bảo người đi nói với phu nhân, đại phu nhân một tiếng, không cần tới hầu hạ nữa. Vâng, lão ra. Cơm của hai người được dọn ở trong phòng. Tạ đạo chi dùng vài miếng, đã buông đũa xuống nói. Mẫu thân, cô nương đỗ ra kia và lão tam không thành rồi. Nhị tử vừa vào cửa, lão phu nhân liếc mắt nhìn sắc mặt của hắn, đã biết trong lòng hắn có chuyện, lại chưa từng nghĩ lại là chuyện này. Sao lại không thành được? Việc này nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp. Tả đạo chi thở dài. Đỗ ra và tả ra chúng ta không cùng một chí hướng, đi lệch đường rồi. chương 210, Nữ nhân ngô Xuân lão phu nhân mặc dù không rõ chi hướng gì, nhưng ba chữ. Đi lệch hướng. Lại rất rõ ràng. Là chúng ta đi lệch, hay bọn họ, bọn họ rẽ hướng. Lão phu nhân không chút hàm hồ. Vậy thì không đáng tiếc. Tả đạo chi thở phào nhẹ nhõm, cầm đũa gấp thức ăn cho nương mình. Chưa từng thấy ai thông suốt hơn nương, nhi tử, nương đây không phải là thông suốt, mà là biết điều. Lão phu nhân cảm thán. Nương không ra khỏi cửa, trời đất bên ngoài thế nào ta sao biết được con làm quan ở trước nhà nương không nghe con thì nghe ai nghe lời con trai là được rồi tạ đạo chi đứng lên mẫu thân cứ từ từ dùng cơm nhi tử vào phòng phu nhân ăn đi 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 lão phu nhân lo lắng lại dặn dò một câu nói chuyện với phu nhân đàng hoàng mặc dù nó không thông minh nhưng tâm địa tốt những năm này sống cũng không dễ dàng vâng cái gì mô thị giật mình tam nhi mời yến tam hợp ăn cơm sao lại mời không phải hôm qua mới cùng nhau dùng cơm sao Ngô thị nắm chặt khăn tay cau mày thế phải nói sao với y vân đây lão gia đến rồi mô thị vội vàng đứng dậy nghinh đón cười làm lành nói lão gia đã dùng cơm chưa tạ đạo chi còn chưa vừa mới thỉnh an lão phu nhân xong lão phu nhân đã dùng rồi chứ đang dùng Ngô thị vội bảo hạ nhân dọn cơm, lại tự mình lấy khăn ướt cho trưởng phu rửa tay. Sau một hồi bận rộn, hai phu thê ngồi mặt đối mặt, mô thị gấp thức ăn cho tả đạo chi, lại lấy xương của con cá ra cho hắn. Lão ra ăn nhiều một chút, nhìn ông có hơi gầy. Đừng bận rộn nữa, nàng cũng ăn đi. Tả đạo chi uống mấy chung rượu, thấy Ngô thị dùng không nhiều lắm, mới mở miệng nói. Đỗ ra cô nương kia về sau sẽ không đến phủ nữa chiếc đũa trong tay ngô thị rớt xuống bàn lời này của lão gia là có ý gì tả đạo chi nhặt đũa lên nhét vào trong tay ngô thị sau này chúng ta sẽ tìm cho tam nhi người tốt hơn còn có ai tốt hơn nữa trong lòng ngô thị chua xót đỗ gia muốn dòng dõi có dòng dõi đỗ cô nương muốn tướng mạo có tướng mạo muốn nhân phẩm có nhân phẩm đưa má nhìn khắp kinh thành còn có ai có thể so được với nàng tả đạo chi im lặng ngô thị nhìn trưởng phu Lão gia, chúng ta làm phu thê đã nhiều năm, ông nói thật với ta đi, rốt cuộc là vì sao thế? Tả đạo chi vốn không muốn nhiều lời, nhưng nhìn mấy sợi tóc bạc bên thái dương ngô thị, nhịn không được nói thật. Không liên quan đến hai đứa nhỏ, là ta và đỗ lão gia đã tách ra, hai người không chung chí hướng nữa. Lão gia từ khi vào quan trường, đã đi theo đỗ gia lão gia, mấy chục năm nay cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Đỗ lão gia là bậc đại nho đương thời, đức cao vọng trọng, lão gia không nên đâu. Mô thị tận tình khuyên bảo. Cho dù đỗ lão gia có làm không đúng, thì lão gia cũng nên nể tình quá khứ, nhịn một chút, nhường một chút. Bốp, tả đạo chi buông đũa xuống, tức giận nói. Ta sống và làm việc thế nào, cần một nữ nhân như ngươi dạy dỗ à? Mô thị sợ tới mức mặt trắng bệch. Tả đạo chi lạnh lùng nói. Chuyện đã định rồi, trong lòng ngươi tự có tính toán, sau này hôn sự của tam nhi ta sẽ tự lo. Lão ra, Ngô thị dùng sức gào lên một tiếng. Nói một câu đau lòng, ông phản bội thầy tổ bỏ rơi bằng hiếu, sau này sẽ bị người đời đâm ngang. Lời này đâm vào chỗ đau của tạ đạo chi. Hắn rốt cuộc nhịn không được, đứng phát dậy, không nhìn ngô thị một cái, đã phất tay áo rời đi. Thứ nữ nhân ngu ngục vô chi. Trong phương châu viện. Đại phu nhân, đại phu nhân. Chu thị vội vàng buông sổ sách, ngẩng đầu nhìn Xuân Đào gần như là xông vào, nói: "Ngươi làm gì mà hét lớn thế?" Xuân Đào vươn hai ngón tay, thờ hùng hục nói: "Đại thiếu phu nhân, có hai chuyện." "Nói mau, vừa rồi Tam gia bảo gã sai vặt đến đưa tin, nói mời yến cô nương ra ngoài ăn cơm tối, thuận tiện dẫn nàng đi xem cảnh đêm kinh thành." Chu thị sừng sốt, mỉm cười. "Lão Tam là đang đối nghịch với nhị phòng ư? Còn không phải sao?" Xuân Đào buổi sáng Yến cô nương mới được nhị ra mời ra ngoài, buổi tối tam gia cũng mời người ăn cơm, đây không phải là đánh vào mặt nhị ra sao. Chu thị nhíu mày. Kỳ quái, tính tình lão tam rất ít khi trực tiếp như vậy. Cái này phải nói đến chuyện thứ hai. Xuân Đào thấp giọng nói. Tin tức trong phòng lão phu nhân vừa truyền ra, hôn sự của đỗ cô nương và tam gia không thành. Cái gì? Đôi mắt đẹp của Chu thị đối diện với ánh mắt Xuân Đào. Chủ tớ hai người mắt to chừng mắt nhỏ hồi lâu, Chu Thị Phi cười nói. Chết mất, lại bị ta đoán chúng rồi, còn không phải sao. Xuân Đào cũng cười nói. Sau này đại thiếu phu nhân không cần dỗ dành đỗ y vân nữa, dỗ dành chẳng khác gì dỗ dành tổ tông, nụt tỉ ở bên cạnh nhìn thôi cũng mệt. Chu Thị bị nàng nói như vậy, ý cười thoáng cái nhạt xuống. Chuyện này không đúng, đỗ ra và tạ ra, đại ra đến rồi. rèm vén lên, tạ nhi lập đi vào, liếc Xuân Đào một cái ta và phu nhân có chuyện muốn nói ngươi ra ngoài trông coi đi vâng tả nhi lập ngồi xuống bên cạnh nàng ngay một câu hàn huyên cũng không nói ta vừa về phủ đã nghe nói phụ thân nổi giận đùng đùng từ trong phòng mẫu thân đi ra chu thị giật mình vì chuyện gì hơn phân nửa là vì chuyện của lão tam và đỗ y vân tả nhi lập tức cầm ấm lên rót cho mình chung trả ấm nhấp một ngủ hôn sự này không thành không liên quan gì đến hai đứa nhỏ chu thị có hơi kinh ngạc không liên quan đến hai đứa nhỏ vậy thì là có liên quan đến tạ đỗ hai nhà có liên quan đến hai lão gia cũng là có liên quan đến triều đình đầu óc chu thị xoay chuyển vài cái không có hỏi tiếp nữa mà là nói chuyện khác về sau nên giữ lễ tiết với đỗ gia thế nào cứ làm theo quy củ cũ là được tạ nhi lập nói xong lại thêm một câu giữ lễ hay không là chuyện của chúng ta có chấp nhận hay không là chuyện của bọn họ không làm trái lương tâm của mình là được rồi. Lời này vừa nói ra, Chu thị chợt thấy hiểu ra một đạo lý. Lão gia và đỗ lão gia âm thầm đối lập, tuy thế, việc nên làm vẫn phải làm, miễn cho người bên ngoài nói lão gia vong ân phụ nghĩa. Đại gia yên tâm, việc này ta tự có chừng mực. Ánh mắt tạ nhi lập nhìn thê tử cực kỳ tán thưởng. Trong lòng nghĩ rằng mẫu thân phải có một nửa thông minh của nàng thôi cũng cũng không đến mức bị liễu di nương đè đầu cưỡi cổ như thế bên phía mẫu thân, hai chúng ta chọn thời cơ qua khuyên nhủ một chút. Mẫu thân rất hài lòng với đỗ cô nương, một lòng một giả thúc đẩy hai người. Chu thị ngừng một lát. Bây giờ có vẻ hơi khó, nàng có hài lòng với cô nương đỗ ra không? Ta. Chu thị xác định hôn sự hai nhà không thành, mới dám lộ ra một chút tâm tư của mình. Tính tình của cô nương đỗ ra, vẫn là chiều chuộng quá sinh hư. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên không có gì đáng tiếc. Tạ Nhi lập nghĩ đến lời nói buổi sáng của phụ thân, lại hỏi: "Nàng cảm thấy yến tam hợp thế nào?" Chu thị không hiểu dụng ý thật sự của trượng phu mình khi hỏi câu này. Đang yên đang lành, đại gia hỏi nàng làm gì? Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.